ở đây để cho nó đừng để lạc mất xếp. Ủa đánh hai mấy rồi có nhiều này à? Đây còn lại. Thôi để bóc cho một chiếc trên đường làm mình đi. Làm đi mấy rồi, làm đi mấy đứa rồi rồi. Thì bóc luôn đi cho rồi. Đâu, thấy dạn đâu? Áo gái đại màu hồng thì nữ cũng cảm thấy ok. Thì anh Nguyễn hôn lên Tuyết Trinh. Đó là Tuyết Trinh đây này. Có Tuyết, bé Tuyết Trinh lên rồi. Gì vậy? Tuyết Trinh lên rồi. Rồi. Thì chị bóc, anh chị giờ chị bóc luôn không? Không thôi, để đi. Rồi ok, để đi rồi. Hello cả nhà nhá. Hello cả nhà, nhà mình vào chưa ạ? Em sẽ lai nhanh hàng Quảng Châu, tại về được thêm một, nó có 1.600 thôi. Tức là chỉ về thêm được 1.600 thôi. Em cái này thì chắc không đủ để chia mọi người rồi. Nó vẫn là size đại đó bé, cái trên vẫn là size hôm bữa đó, nó vẫn là size hôm bữa đó nha em nha, nó vẫn là size hôm bữa đó. Vẫn là size đại mà cái đó là size đại đấy. Cái áo khoác đó các bạn nhận về các bạn thấy nghiền không? Bé Trinh nhận về thấy nghiền không Trinh ơi? Nghiền không? Trời ơi, bản thân bà Nhung là bà anh bị mê hoặc luôn á. Đẹp quá nên mày vậy mới lấy thêm về thêm để bán cho các bạn. Các bạn lấy có những hàng xịn xò để các bạn bán ha. Các bạn lên vào đi ạ, vào lại các bạn ơi. Ai có mặt ở trong live comment lên giùm em nha. Vào vào lại đi ạ. Mát rờ ngoài luôn hả? Dạ đẹp quá trường đẹp chị ơi hả? À ừ. Mát rờ hoài luôn. Xuống đúng không? Tê tái luôn. Nhà mình có mặt lên giùm em để chuẩn bị chiến. Khi nào lên đúng 30 người em mới like được. Tại vì cái số lượng hàng nó cũng tương đối. Tất cả các mã khá là nhiều. Nên vậy vậy nếu mà ít người quá thì em không thể nào like được. Các bạn chấm tương tác giùm em để đẩy lên nha. Các chị chấm tương tác giùm em để đẩy lên nha các tình yêu nhá. Chấm lên giùm em với ạ. Chấm lên giùm em với. Ở đâu này học đâu? Mười bốn chứ mười chín bạn. Này à? 20 chị. Hello chị Hương. Em nhìn thấy ai nhỉ? Thấy mối Tuyết Trinh hả? Nhà hàng bao hết rồi hả? Có đâu? Có mấy gì vậy? À cái đó còn mấy đi mà. Đi công chuyện về cho chị thay đồ luôn. Chị Vui Trần rồi này. Hà Mi Dương là ai ta? Hà Mi Dương là ai vậy? Báo lại giúp em với. Là khách sỉ, khách mới, khách lẻ vậy ạ.
Rồi, nhà mình có mặt ở trong live chưa ạ? À? Sẵn sàng chưa? À, live ở đâu không thấy. À, hôm qua thông báo là giờ này xịt mũi. Rồi tè tè mới nhớ hồi rồi, sáng chứ. Rồi, nữa, nó 5 giờ rồi xuống. Không báo xịt mũi. Ừ, xịt nhà mình không? Nhà mình mà. Nhà mình. Nó bảo là có xịt mũi không thì nó vô nó xịt. Đâu, tại vì đang dịch thuốc xịt. Nó nói là xịt nhà mình luôn hả? Tới rồi kìa. Cái gì bốn nữ bây giờ nó xịt nó xịt. Như vậy xịt mũi nha. Trong vòng 15 phút là. Chạy ra ngoài rồi mình chạy vô liền. Ok, cho nó xịt. Vậy thì chỉ có nước ngồi ngoài và like thôi, ngoài ngoài đường và like chứ. Ok, áo khoác nè. Pin sắp nâu phải không? Ôi ghê gái luôn nha. Thấy rồi chị lướt lướt thấy tới chục lần mới thấy được hả? Ừ, kỳ lắm luôn, Facebook bây giờ kỳ lắm luôn. Đây, sẵn sàng chưa? Nhà mình ơi, lên đi ạ. À. Cháu Minh lên hả? Trời ơi, sao nhiều vấn đề nan giải vậy? Và xịt muối nữa hả? Em ra ngoài ngồi đường nhá. Em đi ra ngoài đường, em ngồi em like ngoài đường luôn. Để cho người ta xịt muối, tại vì ra thành phố đang có dịch sốt xuất huyết. Rồi, em sẽ ra ngoài đường và em sẽ like ngoài đường luôn cả nhà nhớ nha. Em sẽ ngồi ngoài đường em like luôn. À, chờ em xíu, rồi đi. Rồi xịt đi, đây áo khoác này các bạn này. Trời ơi, nó đẹp. Hôi rồi luôn. Áo khoác đây các bạn. Đâu nó xịt, xịt khoảng bao lâu thì nó hết muối? Thì chỉ cho muối rồi. Rồi. Còn ở dưới, hầu dưới rồi xịt thấy. À, nhưng ngồi đây đi ngoài luôn. Rồi, lấy bút đi các bạn ơi, ngồi đây like luôn. Người đang trên xe luôn á chị mà tranh thủ vô hút hàng áo khoác ra ra hả? Đúng rồi, trời nắng như vậy chúng ta phải nên chữ hàng áo khoác. Này chứ. Không lấy bút đi nào. Lấy bút không? À. Vui rồi Lượm ơi hả, nhận chưa? Cái Lê Hình Nguyên nhận chưa? Nhận được hàng chưa? Lê Hình Nguyên nhận được chưa? Vô cũ lại xịt muối nó có xịt mà đến đấy nó đứng xịt màu muối nhà chưa đầy chưa đầy vô nhà lay bình thường đi nhà xịt muối đầy 30 phút mà chưa đầy 30 giây nó tụi bay nó thiệt tung nó có di chuyển mãi à xịt muối nó đang xịt muối rồi vậy thì Nhung vô nhà luôn em nhận được hàng rồi mà bận chưa kiểm hoa hàng không lại được nên nào đâu mà nhận thế mà đẹp thôi rồi Lượm ơi. Đây là Hoài Phương rồi, các bạn thấy được like chưa? Chuẩn bị like nhá, chấm lên đi ạ. À. Chấm lên chuẩn bị chiến nha, bắt đầu sắn tay sắn áo rồi. Bàn phím bàn đồ từ giờ tới khuya là nhiều hàng HP lắm. Bật điện lên cho em rồi. Hello mọi người, Lê Hình Nguyên hốt nha, hàng hôm nay mà bỏ qua là chết luôn á. Giờ chị ưa án cho em nha, dễ thương quá. Ê. Tại sao con vẫn cởi trần vậy? Ôi. Nhớ là bác Nhung cho cái bộ ép jean đàng hoàng rồi nhá. Mà sao giờ này vẫn để cởi trần hả? Rồi bắt đầu chiến chưa? Comment lên giùm em để chuẩn bị chiến đấu nha các bạn nha. Comment lên ạ. Trời ơi áo Quảng Châu, hàng Quảng Châu, áo khoác xịn sò. Hàng này mà mọi người bỏ qua là tiếc hủi hụi luôn. Mà giá thì rẻ, giá rẻ lắm luôn á. Rẻ hơn so với hàng thị trường quá nhiều luôn các bạn. Quá nhiều luôn, bắt cái quạt lên em nóng đấy. Chưa nó không chịu chụp hình chị ơi hả? Rồi bắt đầu sẵn sàng nhé, áo khoác Quảng Châu size đại các bạn nhé. Hàng này thì quá vip luôn rồi, em nói là hàng cực kỳ vip luôn. Nếu ai bán shop mà mọi người không lấy hàng này thì nó là một cái điều đó cực kỳ sai sót của các bạn, được chưa? Về một đợt đầu và các bạn đã bán, các bạn đã lấy và bán rất là nhiều và bán gần hết luôn, có nhiều bạn đã bán hết luôn rồi ấy. Đó thì hôm nay là em sẽ về đợt cuối cùng, tại vì cái này cũng vét sạch luôn rồi, cả xưởng luôn rồi. Bây giờ là ở ngoài ngoài Trung Quốc, ngoài bên đó là họ bắt đầu họ chạy hàng đông rồi các bạn, nên áo khoác, những áo khoác xịt như thế này và cho phục vụ cho các bé mùa hè như thế này là không còn luôn, không sản xuất nữa nha. Và giá của chị em mình vẫn không thay đổi là 89k các bạn nha, đồng giá 89k, đồng giá 89k, ok chưa? Đồng giá 89k các bạn nghe nhá. Hàng này của chị em mình thị trường nó không có dưới 100 đâu các bạn, không có dưới 100 đâu, chỉ không có dưới 100. Dù còn đẹp hơn hàng Việt Nam nữa. Dù đẹp hơn hàng Việt Nam luôn á, form đã đẹp to ha. Rồi bắt đầu chưa, sẵn sàng nhé mọi người nha, không có nhiều. Cái này là lính hãng của thương hiệu này, các bạn nhìn hàng giùm em, hàng của hãng.
hàng của cái thương hiệu này các bạn nhá, hàng của hãng này. Nhưng mà vậy là các bạn nhìn hàng, nhìn bộ tem là thấy giả man rồi đúng chưa? Rồi, ở trong sẽ lót thông hơi, toàn bộ hàng của chị em mình sẽ được lót thông hơi. Lót thông hơi cực kỳ mềm và cực kỳ xịn. Đó là em chỉ cần giới thiệu một lần thôi, tất cả các mã khác đều như vậy mọi người nhá, tất cả các mã khác đều lót thông hơi và như thế này hết. Tay bo, ok chưa? Đẹp xuất sắc luôn nha. Rồi. Cái này là đài đó chị ơi, đài đó em yêu của nhau, đài đó. Mà giá chỉ có 89.000 nha, 89.000, được chưa? Lót hai lưới. Nón này. Rồi, ai lấy con mày em màu vàng giúp em này, bắt đầu chốt nha. Túi mổ hai bên, dây kéo thì quá xịn luôn, dây kéo của nó là cực xịn nha các bạn nha. Cực xịn luôn. Bắt đầu chốt chỉ có 89.000 thôi. 89.000 nha mọi người nha. Rồi chị có. Nha, em kiểm tra nhìn đi, em kiểm tra nhìn đi. Rồi bắt đầu này. Dán lại hả? Rồi, cái này của chị Trần Nga này, ok chị Trần Nga này. Trần Nga này, ok chị Trần Nga này, bắt đầu nhá. Chị Phạm Thu Hà, ok Phạm Thu Hà này, Trần Nga, Phạm Thu Hà này. Đài này ba mấy ký thoải mái. Rồi, cái này là Lê Hình Nguyên này. Lê Hình Nguyên, trời ơi, bộ này ở đâu đây? Đây em này. Lê Hình Nguyên, ok. Lê Hình Nguyên với Phạm Anri cuối cùng lại đuổi rồi. Xin muối hả? Nữa thịt muối nữa. Nhà mình chấm lên trong thời gian cho em khoảng 1 phút để thịt muối nhá. Đang dịp muối, mọi người chấm lên nha, em không tắt like đâu. Mọi người chấm lên giùm em cái. Chút rồi mẹ lại phải đi ra ngoài, khổ thế không biết. Các nhà ơi, hàng về này. Các bạn nhìn nó bát ngát mình ông nhà em này. Anh xuống dưới anh xịt luôn cho em với ở kho dưới á. Rồi, ok, các bạn chờ xíu. Cái này khoảng bao lâu thì mới vô được? Kho dưới luôn. Mẹ ta ngồi đây luôn. Rồi, ta ngồi đây luôn. Nhanh tranh thủ luôn. Bắt đầu luôn nha mọi người nhá. Kệ ai ở đây sẽ không thấy được ánh sáng. Ngồi đây không được ánh sáng, không được ánh sáng đâu. Được, lấy cho chị ghế đi đâu cũng. Ngồi đây luôn. Người ta đang ở trong nhà em bác xịt đó. Đang ở trong nhà xịt đó. Nè, để đây hả? Để đây. Để đây nó vô. Mọi người này nó con thóng này đó. Đúng rồi đó. Đúng rồi, không được ánh sáng đúng không? Em ngồi ngay chỗ góc này. Đó, chị về 16 này. Rồi, ok. Rồi, bắt đầu chơi luôn. Đầu chơi luôn. Chạy vô lấy điện thoại chị. Chạy vô lấy điện thoại chị. Anh ơi, cái con dưới á. Chạy vô lấy điện thoại chị. Cầm sẵn cái cây nha, nếu mà con giật điện thoại thì còn dí đập. đang ngồi ngoài đường cả nhà ơi. Cả nhà mình chờ em xíu nha. Chấm lên giùm em với ạ. Nam từ bao nhiêu lâu nữa? Lấy khẩu trang đeo đi Nam ơi. Đi vô lấy khẩu trang đeo đi. Hả? Không có mùi là do nhiều khi. Ủa sao chị không ngửi được mùi hay là do mũi chị bị mất mùi? Ừ. Thôi đừng đi vô, từ đừng đi vô. Lấy gì cái khẩu trang chị ngồi đây. Không có một chiếc nước nào luôn hả? Chạy cho lấy cái khẩu trang chị đấy. Hello cả nhà, chuẩn bị chiến áo khoác đấy, áo khoác các bạn ạ. Em sẽ ngồi ở vị trí này. Hôm nay la ngoài đường. Quay vô lấy cho chị nhiều cái điện thoại để đọc comment. Bắt đầu like luôn các bạn nha. Like luôn nha các bạn ơi, like luôn nha. Thôi em ngồi đây cũng được này, cho trong kia à. Ngồi đây đi em Nam Đông ơi. Lấy bút đi kia đây ngồi này thôi. Ngồi đây đi em. Màu cho em hả? Thịt muối sao không đeo khẩu trang của chị đây? Chạy ra ngoài đường đây này, Lê Nguyên này. Rồi, bắt đầu chuẩn bị chiến. Đã
tại đủ mặt. Nhiều lắm Minh Ngọc ơi, lấy luôn đi. Rồi bắt đầu chốt. Bắt đầu chốt tranh thủ. Có gái có trai đầy đủ hết, có gái có trai luôn rồi. Đừng nghe những gì ở bên kia nói. Chúng ta bây giờ thống nhất nha mọi người ơi, em sẽ chốt theo mã mọi người nha, chốt theo mã nha. Các bạn chốt theo mã nha. Ok chưa? Rồi bắt đầu này. Bé gái này. Trời ơi nó đẹp giả ma luôn. Ai lấy con mình em số 1. Số 1 con mình số 1 giùm em. Số 1 nha mọi người. Số 1. Ok chưa? Đẹp giá mà luôn. Số 1 nha, đồng giá 89.000. Số 1 size đại đó. Số 1 size đại các bạn nha. Số 1, ai lấy số 1 cho mình số 1 giùm em. Rồi bắt đầu số 1 Phạm An, Minh Ngọc, Ly Ly được mấy đi? Phạm An, Minh Ngọc, Ly. Minh Ngọc. Rồi, Ly Ly, Lê Hình Nguyên. Ly Ly thôi. Nè, hết trả này mẫu này, trả mẫu luôn đây luôn. Trả mẫu luôn ok. Rồi. Ai lấy số? Ừ. Cái này ở ngoài nó đẹp giả mà ở chỗ này góc này nhanh lên Vui ơi. Đang ngồi đây. Bao nhiêu ký tới bao nhiêu Nguyên Xanh ơi, cái hàng này giá của chị em mình là 89.000 nha. 89.000 là giá sale đấy, hàng Quảng Châu. Hàng Quảng Châu 89.000 áo khoác giá cho em đủ màu nha. Chị Trần Nga đủ màu ok chị. Đây này em chốt luôn này. Còn nó đẹp giá mang, cái này là trái tim hồng. Trái tim hồng 89.000, cái size này bao mấy ký thoải mái. Trái tim hồng nha, size 130. Không, đây bo tay này. Bo tay. Hai lớp rồi lướt thông hơi, nón thông hơi. 89.000 thông hơi trong này. Vải đẹp lắm luôn đó. Tim hồng. Hello mọi người, hàng này mà không hốt là uổng lắm luôn đó. Tim hồng cho Minh Ngọc, Chi Nguyễn, Nguyệt Liên. Này lắng nghe nè em. Trái tim hồng em ghi chữ trái tim hồng luôn này. Rồi. Được chưa? Chi Nguyễn, Nguyệt Nguyệt còn một ghi nữa cho. Chi Nguyễn, Minh Ngọc, Minh, Nguyệt Liên. Rồi y như vậy luôn. Chị Trần Nga. Em cái nào em cũng bốc cho chị Trần Nga luôn. Comment giùm em số 2, comment giùm em số 2 các bạn nhé, số 2. Ngựa Bonnie. Công chúa ngựa Bonnie, ngựa số 2. Chốt cho em đi không? Phải cọc em nhận đơn chị ơi. Rồi, số 2 comment số 2 giùm em. Số 2. Số 2 chị Trần Nga. Số 2 cho Trần Nga, đọc lại cho các bạn đi. Số 2 cho Phạm An. Cổm on. Lê Lạnh. Thằng ngon này, cổm on này. Lê Lạnh. Lê Lạnh này. Mộng Lành là ai vậy? Mộng Lành ơi, báo lại giùm em Mộng Lành nhé. Bạn là ai báo lại giùm em Tiếp Trinh. Rồi, Chi Nguyễn có không? Không có. Không có Chi Nguyễn gì hết. Không có Chi Nguyễn, xin lỗi Chi Nguyễn không có. Rồi, có mình giùm em số 5. Ồ, nó đẹp. Số 5 có mấy đi? Số 5 có 1 đi, số 5 1 đi. Số 5 có bằng số 5 giùm em nhé. Hàng này hàng cực đỉnh luôn, số 5. Quá xuất sắc luôn. Số 5 có bằng số 5 qua luôn em. Số 5 có bằng số 5. Số 5 có 1 ghi, chơi chưa? Anh Lành của ta. À, anh Lành lấy hàng của em đấy Nhung hả? Rồi, anh Lành. À, số 5 cho Ly Ly. Số 5 cho Ly Ly. Rồi, cái này được bao nhiêu ri em ơi? Cái này có bo ri cho Trần Nga ri nè. Trần Nga 1 ri nè, ok rồi. Rồi, comment giùm em số 10. Còn có màu hồng 10. Cho Ly Ly chưa? 10, comment 10 giùm em, 10. Giá 89.000, 89.000 đồng giá sai đại. 10, comment 10 giùm em. 10, 89.000. 10, 89.000. Hết mùi chưa? 10 cho Ngọc Minh, à Minh Ngọc. Minh Ngọc, chị Hoa Nhi. Bao nhiêu đi? Hoa Nhi ok hết. Hoa Nhi lại. Đúng thế. Một đi, Minh Ngọc Hoa Nhi. Hoa Nhi là hai ghế nhiêu? Minh Ngọc Hoa Nhi chưa? Đây mình rồi. 12 các bạn, 12 cái tiền luôn, 12. Rồi có chữ hồng, có qua nhanh qua chữ hồng nè. Chữ hồng cho Đằng Quang đi. 12. Chữ hồng cho 12 cho mình 12. Chỗ nó đẹp giả mà luôn. 12 cho mình 12. 12 chi Trần. 12 chi Trần luôn rồi. Có một viên hả? Ờ, có Đằng chi Trần. Thế cái này em lên số lượng nhiều đi, em lên hàng số lượng nhiều đi. Lên hàng số lượng này nhiều đi. Ồ, cái này tím cho mình. Chuối này. Cái hồng tím. Nó màu tím. Tím cho mình tím lên. Tím có mình chứ tím giùm em, tím có mình tím giùm em, tím một số lượng bao nhiêu đây? Tím mà không gì tím có một ri thôi, cho mình giùm em tím có một ri, hàng này hàng sale của người ta đó. Vải đẹp kinh khủng luôn, trời ơi. Tím cho Tiết Trinh, tím cho Tiết Trinh. Tiết Trinh. Đó Tiết Trinh. Cái này làm á này. Hồng nu hàng của hãng này.
hồng nu. Chó hồng nu cho tặng Hồng Phi. Nu của mình nu của mình nu size đại đó chị ơi, size 110 cho đến 100 bao nhiêu năm? 140, 130, 140 gì đó chị. Nu nha, nu cho Minh Ngọc, ok. Nu cho Minh Ngọc rồi, hoa tặng cho Minh Ngọc rồi. Ờ, Vui Trần. Ờ, Vui Trần không có hả? Vui Trần không có. Cái này là Minh Ngọc đúng không? Ai? Em đi có em Nga Trần với Minh Ngọc không? Rồi, vậy Vui Trần không có. Đại có uống gì? Cái này được 4 ri này, cái này được chữ giá mà. Minh Ngọc đâu? Quỳnh, cái đây là chữ số, cái này chữ số. Cái này là ánh sao như vậy, con mình sao giùm em nha, ánh sao. Tao của mình sao giùm em luôn. Tao của mình sao hàng này. Ủa nó đã lắm luôn đó sao. Sao của mình sao giùm em. Ờ, Trần Nga là thằng Cu Nam đó. Thằng Nga phải không? Sao cho Thanh Hảo cái cũ phải không? Thanh Hảo, Nguyệt. Ờ, Thanh Hảo, Nguyệt rồi Hoa Nhi. Rồi, có mình giùm em mã con cá. Có, con có sữa. Con cá. Hồng không có cho Ngoa tặng một ly xanh với một ly sữa này thôi đi đó. Hồng con cá. Đi cho Ngoa tặng đi một ly sữa với một ly xanh. Cá có mình sẽ thịt muối. Mà đứng mà canh cướp điện thoại giùm em. Nãy giờ live mà chỉ cần lo điện thoại, em không sợ mất gì hết điện thoại. Canh điện thoại đó. Ừ, đứng đó đi, đứng yên đó đi em. Canh điện thoại chứ không? Ừ, điện thoại chứ anh nó hỏi lời lên lỗ chết rồi. Không có lô hả? Rồi, cá cho Chi Nguyễn. Có được mấy đi? Cho Chi Nguyễn vô nữa. Chi Nguyễn, Phạm An. Mấy đi? Đọc đọc phố lượng cho chị Nhung để biết đường. Chi Nguyễn như bộ hoa nữa là thấy. Ôi, con này là gọi là con gì em? Bò trái tim. Bò trái tim em ơi, bò trái tim. Con này gọi con gì, đi ăn đi lai hàng thì con này còn bò trái tim. Không biết gọi con gì. Bò trái tim sữa cho thằng Ngoa nè. Ờ, bò trái tim. Kem cho thằng Ngoa nè. Thấy chị thấy anh Nguyễn. Bò có mình bò cho em, bò đẹp lắm, ở ngoài đẹp lắm. Ở ngoài đẹp hơn trên lai nhiều nha. Rồi, bò trái tim cho Thảo Nguyên Xanh. Thảo Nguyên Xanh. Bò trái tim cho Mộng Lành. Mộng Lành. Nữa. Anh Mộng Lành thả lại số điện thoại Zalo giùm em với. Anh quên nhắn là Zalo cho em với. Em không có thông tin của anh nữa đấy. Rồi Phạm An. Bò mong nữa là hết. Rồi hết. Màu xanh. Y như vậy xanh. Y như vậy xanh. Xanh y như vậy xanh luôn. Màu đẹp phải như màu đẹp rồi. Đẹp lắm luôn đó. Chị Nhung ơi, xanh không bằng xanh giùm em. Xanh không bằng xanh, hàng này đỉnh lắm luôn các bạn nhé. Hàng này nhận về các bạn bán liền đi. Rồi, xanh được mấy đây em ơi? Xanh được 3 ri cho chị Thi Anh Nguyễn. Thi Anh Nguyễn, Nguyệt. Thi Anh Nguyễn, Nguyệt. Phạm An. Thằng lại, thằng vô cắn điện thoại, chiều trả thằng thằng đi cắn điện thoại. À, chiều trả, chiều trả công. Trả công thằng con điện thoại này cơ. Rồi, ok, Lê Hình Nguyên hỏi gì vậy? Rồi, alo, chị nha. Lê Hình Nguyên, năm nữ, năm nam, ok. Rồi. Tớ màu xanh Elsa. Siro Nguyễn chưa được đi nào luôn, Siro. Trời ơi, công chúa. Một ly cho Lê Hình Nguyên với một ly cho Ngoan Thằng đi. Có hơi đi khủng khiếp luôn, công chúa. Ghi cho Lê Hình Công chúa, comment công chúa giùm em, công chúa các bạn nha, công chúa. Comment giùm em công chúa. Công chúa các bạn ơi, công chúa ghi rõ giùm em công chúa. Còn hơi có đi nữa. Công chúa, comment công chúa giùm em lành mẫu này. Mẫu đâu? Công chúa cho Chi Nguyễn. Chi Nguyễn. Ừ, cho chị hai áo khoác. Chị Tương Vân lấy gì vậy chị Tương Vân? Tuyết Trinh. Rồi hết. Rồi, hai lấy cho mình em hồng. Có mình em số 1. Hồng số 1. Rồi ạ. Hồng số 1. Chị Nguyễn đi chưa? Hồng số 1. Hồng đi ngoài lắm. Hồng, có mình số 1. Đi trên Chi Nguyễn rồi, còn đi cho ai? Elsa hồi nãy còn ri cho Nguyệt Nguyệt. Rồi. Cho Nguyệt Nguyệt. Đi cho Nguyệt Nguyệt. Bắt đầu số 1 cho Siro Nguyễn. Siro Nguyễn, Phạm An. Siro Nguyễn, Phạm An, Chi Trần. Hết. À mẹ ơi, ta đi ta dự điện thoại về đi, ta dự điện thoại. Vui Trần luôn, chị Vui Trần luôn. Vui Trần luôn. Cái này mới là khủng khiếp. Trời ơi, cái này. Vui Trần cho Ngọc Minh luôn. Em nhớ bóc của chị ấy nha. Em đi vàng với hả? Chờ chút xíu. Ồ, cái mã này mới là khủng khiếp này. Tròn, số 5 có mình số 5 giùm em. Số 5 có mình số 5 giùm em. Số 5 có mình số 5 nhiều lắm, nhiều hàng lắm giùm em. Số 5 có mình số 5. Số 5 Thi Anh Nguyễn. Cái này được. Thi Anh Nguyễn này.
Thế anh Nguyễn, chị nghe Trần chưa? À, số 5, Ngân Hà ơi, là khách cũ thanh mới bên không vậy? Khách cũ thanh mới phải Ngân Hà, đấy avatar lạ nên phải hỏi nha. À, báo lại Nhung liền nha, chị Hoa Hoàng. Đây còn gì nữa không? Thì Nguyễn đi chưa? Đi rồi. Mà thằng Huỳnh Hoa Hoàng chưa? Đây luôn em. Đây. À, thì anh Nguyễn Hoa Hoàng, Siro Nguyễn. Siro Nguyễn. Rồi Tuyết Trinh. Rồi. Tuyết Trinh, Tuyết Trinh. Hà Thanh Hảo. Thanh Hảo. Ngân Hà. Thanh Hổ nè. Thanh Hảo, Thanh Hảo em ơi, Ngân Hà. Ngân Hà tự luôn trời. Còn nữa không? Ngân Hà, Ngân Hà ở tỉnh nào vậy Ngân Hà ơi? Ngân Hà là khách cũ. Ngân Hà bốn tấm. Bắc Ninh hả? Ngân Hà nhắn Zalo Nhung với nha, chấm Zalo Nhung với. Chốt em nghe chị ơi. Ngân Hà rồi, ơi, chị Nhung. Ừ, chị Nhung. Rồi ok, một dòng sai, sai là 110. À, Trần Thị Định. Trần Thị Định hả? Trần Thị Định. Okay. Trần Thị Định luôn. Còn một ghi nữa. Còn một ghi cuối cùng. Chưa, em chưa cọc được nha, em chưa nhận được tiền cọc của Trần Thị Định nha. Em chưa nhận được cọc của Trần Thị Định, em mới chuyển khoản, em chưa cọc được, nhận được nha. Chưa nhận được cọc, chị ơi, chị chụp qua màn hình giùm em với hả? Giúp em nha. Rồi. Số 5, Bắc Ninh đúng rồi, ok luôn. Còn một ghi cuối cùng. Còn một ghi cuối cùng nha, còn một ghi số 5. Ôi, cái mã này chưa. Ủa, cái mã này nó đẹp, ở ngoài nó đẹp khủng khiếp luôn á. Tới màu xanh, mã màu tím mà giờ tới màu xanh. Cái mình em có 10. Mười, có mình 10 giùm em, 10 có mình 10. 10 có mình 10 giùm em. Cái này là bánh kẹo ngọt rồi này, bánh kẹo ngọt có 10. Có sai nhí không chị ơi, cái này nó là sai 110, 150, à 130 ấy, chị Việt, chị Anh Nguyễn. Cái này hôm bữa các bạn lấy nhiều lắm luôn rồi á. Cái hàng này em về một đợt rồi đấy chị. Rồi, cái 10 cho chị Nguyễn thì Thu Hà, có mấy đi em ơi? Thu Hà chị. Ừ, Chi Trần luôn. Chi Trần. Rồi, đúng rồi. Rồi, Thu Hà, Chi Trần, Thảo Nguyên Xanh. Rồi, hết. Hết. Cái này được mấy đi em? Hàng độc này, hàng này độc lắm luôn này, hơi sao. Đó, ôi. Hai Nguyễn Dung ơi, nó là tay đại á. Nguyễn Dung hàng này hàng VIP nha, hàng Quảng Châu, hàng công ty, hàng hãng ấy. Hàng VIP đó, một có 89.000 thôi. Cho lên Nguyễn qua tặng đi. Ừ, hết. Rồi, qua tiếp. Cái gì mà mỗi thứ một cây em để bốc cho những chị kia đủ màu á. À, cái này có một cây này lấy 5 áo khoác 110, 130, 140 gì đó, tay vàng gì đó. Nguyễn Dung, hàng này có sale, được có giá, có 89 ngàn. Tặng đi, Nhung. Một đi, tôi mà tặng đi. Ừ, ok, lai lại, Nhung thấy rồi. Đây có một gì vậy? Ok, lai lại, lại gặp. Ok, gái của tôi. Một thằng đi, một đi cho đây, Nguyễn. Hàng của cái áo này. Xanh chai, chưa lên xanh chai đâu. Chị Nhung chưa lên chai luôn đấy. Còn nhiều chai lắm. Ri 4 hay ri 5 vậy em? Đi 5 nha, đi 5. Đây hàng của cái hãng này nè, hàng của cái hãng IL này. Hàng của cái hãng này. Hàng của cái hãng này. Có mình cho em số 20, 20 cho mình 20. 20 cho mình 20 được 20. Giữ điện thoại chị Trần. Không phải giữ chứ, mẹ nó gần cái hả mày luôn. Sớm lại nó mẹo vô kêu giữ điện thoại. Ngồi ngay cửa lai. Mới xịt muối không dám vô nhà. 20, 20 cho Nguyễn Dung. Nguyễn Dung Đồng Nai á, 20 Nguyễn Dung. À, rồi. Rồi ok, Trần Thị Định. Trần Thị Định, ok, Trần Thị Định nhắn thông tin cho em với nhé. Trần Thị Định, ok. Cho em thông tin nhé. Xong chưa, ở ngoài 20 cho Uyên Minh. Tay như cũ đó, Kim Dầu Nguyễn. Còn không? Tay như cũ, tay hôm bữa đó, đàn con mách. Nhận về nghìn không? Nhận về thích không? Có thể đi lên đây. Còn ri nữa hả? Rồi, còn gì nữa? Còn trong nhà đang xịt muối nên bởi vậy không có dao vàng. Không, còn gì nữa hả? Còn không? Còn không? Rồi, ri rô luôn em ơi. Ri rô luôn. Đúng rồi, Diễm Ly, đúng rồi. Đúng rồi, Diễm Ly. Cái này cho bé Lê Lạnh này. Em ơi, cái vàng này cho Lê Lạnh. Vàng bé trai. Dạ tới vòng bấy trời không? Vâng, chị Nga Trần hồi nãy là báo gái đủ màu thôi đúng không? Đủ màu, có lấy trời không? 89 ngàn thì chị Nga. Có lấy trời không? Không biết chị Nga ơi, chị Nga có lấy trai không? Nga, tuyết trinh vàng luôn. Rồi bây giờ này, bây giờ tới màu vòng thử rồi chưa? Có Lê Lạnh, tuyết trinh. Vàng, tuyết trinh, Lê Lạnh. Thôi liền nguyên đi.
không, à, gì nhỉ, không phải mộng lành. Mộng lành. Mộng lành nè. Cái mộng gì đó? Mộng lành. Mộng lành. Mộng lành ly ly. Có đó. Ba đi à? Có ba đi thôi, ba không có. Mộng lành. Ôi, bé trai này. Bé trai. Dạ mà. Ôi, cái này còn đẹp nữa các bạn ơi. Nhìn này, gì đó. Cái ống. Dạ ma luôn, có mình dùng em số 15, có mình 15 đi. 15. Dung ơi, Dung chốt đi. Đôi luôn đi, 15 có mình 15 này. 15 gấu, 15 gấu. Tiếp mà khác. 15 gấu, trai đủ màu cho chị Trần Nga. Đó, Nam đang hỏi chị có lấy trai không, phải biết bầu trai đi. Chốt 15 đi các bạn ơi. Bốc, em bốc những cái hàng mà có một ri độc độc ấy cho chị Trần Nga với lại. Rồi, gấu này cho Chi Nguyễn, gấu cho Chi Nguyễn. Gấu Chi Nguyễn, ok. Nguyễn rồi, Tiết Trinh. Tiết Trinh, Chi Nguyễn. À, Tiết Trinh. Chi Nguyễn. Tiết Trinh, Ly Ly, ok Ly Ly. Chi Nguyễn. Ly Ly em ơi, hết luôn. Ly Ly. Lựa nào cũng được hả? À rồi, Nguyễn Dung bốc cho Nguyễn Dung ba ri em ơi, ba ri gái. Nguyễn Dung ba ri gái, em lấy đủ ba màu cho bạn cho đẹp nha. Ba ơi. Ủa, đây nè. Rồi, cái đây ba. Ừ. Đây ba. Ôi, gấu cô ban. Cô ban cho mình cô ban giùm em hàng. Cô ban cho mình cô ban giùm em cô ban. Cô ban. Ba đi bé trai cho vui Trần bốc luôn em ơi. Rồi. Vui Trần. Cô ban. Cái gáo là một đi cho vui Trần này. Cô ban. Nghe Trần hả? Chị Thảo Xuân là cho một trai một gái em ơi, cho chị Thảo Xuân một trai một gái. Cái hàng mà một ri em ơi. Cho nó đã. Nè. Đi Trần nè. Vui Trần chứ Thi Trần vui mà lắm nha. Vui Trần bò ri dùng đi. Cho nó sang lên. Vui Trần ba ri. Ôi trời ơi, ri của chị Vui Trần này là đỉnh luôn nha. Cho chị Vui Trần ba ri rồi. Bây giờ cho chị Thảo Xuân một trai một gái luôn. Một trai một gái lấy hồng lên cho chị đi. Lê Hình Nguyên 5 ri. Rồi chị Xuân một trai một gái, chị Thảo Xuân một trai một gái. Thảo Xuân. Cái hàng mà một ri mà. Đây dùng đây. Rồi. Minh Ngọc thấy rồi, Minh Ngọc lấy bao nhiêu ri nói anh Nam nó bốc cho luôn, tại vì có những hàng nó chỉ 5 chai cho Ngọc Minh Ngọc luôn. Anh Ngọc Minh Ngọc Minh Ngọc ở Minh Ngọc. 5 chai cho Minh Ngọc. Ok Nhung, để Nhung giải quyết cho các bạn mà chốt hàng là các bạn đừng chốt nữa nha. Ôi đã không đạo gọi chị với em không nhớ luôn đấy chị, em gọi ới ới trong Zalo ấy. Em gọi quá trời luôn, em gọi quá trời luôn. Em gọi quá trời trong Zalo, em gọi đồng chí đồng bào của em vô. Có cái hàng này chị ơi, 89.000, 89.000 xây tại đó các chị. Rồi bắt đầu nha, gấu này cho Chi Nguyễn. Em ơi, cô ban gấu cho Chi Nguyễn. Chi Nguyễn, từ từ đã. Cô ban cho, Vui Trần có chưa? Phạm An. Chi Nguyễn, Phạm An. Rồi, cô ban cho Si Rô Nguyễn. Si Rô Nguyễn. Rồi, cho Nguyệt Nguyệt. Nguyệt Nguyệt. Cái này của em Ly Ly, Nguyệt Nguyệt Ly Ly, ok hết. Còn không? Hết. Rồi tiếp nè. Trần Thị Định nhặt cho ba trai ba gái, Trần Thị Định. Ly Ly. Ba trai ba gái. Chị Đằng Diệu là 5 trai 5 gái. Đằng Thị Định ba trai ba gái nè. Ba trai trước này. Đằng Diệu là 5 trai 5 gái. Đằng Diệu. Đằng Diệu 5 trai 5 gái. Ôi, thấy chị Nhung hàng số lượng ra đây Nam. Thấy chị hàng số lượng ra. Tim hồng. Cho chị Thanh Hoa ba ri chai, cố gắng cam vàng xanh gì đó. Nhưng mà không biết. Hồng. Hồng tim. Chị Hoa Hoàng thêm một gái nữa em ạ. À. Màu nào cũng đẹp thế. Đây là hồng nè, ai lấy hồng qua mặt hồng giùm em. Hồng tim. Ồ cái mã này đẹp lắm luôn, hồng tim. Hồng tim. Cho chị Hoa Hoàng thêm một gái nữa em à. Bắt cho chị đẹp đẹp rồi. Cái này luôn đi. Chị Nguyễn Thị Thương. Còn 5 đi gái em bốc vào chị gì nào. Trời đất ơi, con tôi kìa, nó cũng ngồi thấy Phương luôn. Ơi, các ơi, Nguyễn Thị Dương hả? Nguyễn Thị Thương á, Nguyễn Thị Thương một trai một gái. Có màu hồng gấu kiếp gì đó đẹp đẹp. Đây, cho thêm này, cho thêm này, lấy con thú á, thôi chứ bạn lấy cái này rồi. Hồng thú.
Con Bạch Hồng giùm em sai thêm hai gái cho Ngọc Minh luôn em ơi. Hồng Tim bắt đầu chốt Hồng Tim nha em ơi, chốt Hồng Tim này này. Hồng Tim cho chị Thi Anh Nguyễn. Hồng Tim cho Thi Anh Nguyễn. Rồi Hồng Tim cho Riro. Hồng Tim cho Riro. Đây này em ơi, Hồng Tim Riro này. Riro này. Thi Anh Nguyễn Riro. Y như vậy luôn hết. À, Nguyễn Hoàng An. Nguyễn Hoàng An, còn không? Nguyễn Hoàng An rồi. Thanh Hảo. Nguyễn Hoàng An này. Riro đúng rồi. Thanh Hảo hết tim mất rồi. Rồi tiếp mã khác luôn em ơi. Còn tim thấy rồi nguyên nguyên hướng. Tôi đây mang còn gì em ơi. Mang con. Thì Nga Trần bốc được bao nhiêu ri rồi? Trời ơi mon hồng. Mon hồng một đám hơn. Áo khoác không? Chị chưa à, chị Vân ơi, chị Vân lấy mấy ri vậy? Chị Vân nói đi, Nam bốc cho chị. Đẹp lắm, nói chung là từ nãy giờ là mã nào cũng đẹp hết á. Hoa chừng ghi nhầm em nha chị. Ri, à, em ơi, ri rô với si rô, si rô Nguyễn là khác nhau. Ừ, hai, hai ri, một hai một cái. Biết rồi. Tiếp tin được mấy ri rồi? Tiếp tin chưa bốc mà nãy giờ em ri được bao nhiêu ri là? Rồi, ok, lấy cho chị Tường Vân là một trai một gái chị Tường Vân. Mon, mon. À lấy ba đứng đó đi, ba đi đâu vậy? Ba đứng đây đi, ta dựng điện thoại cái xong đi. Ba đi đâu? Ba đi đâu? Cứ ngồi trong nhà đó là chịu muối đó cha. Đứng cho con vô đó là chịu muối đó. Kinh lắm, mùi khó chịu lắm. Rồi Nguyệt Nguyệt. Mon cho Nguyệt Nguyệt. Đừng văng một cây một bữa rồi đó. Nguyệt Nguyệt, Nguyễn Hoàng An, chị Thanh Hảo thêm 2 chai. Những ai mà chốt số lượng rồi thì Thanh thôi. Thanh Hảo thêm 2 chai. Thanh Hảo thêm 2 chai. Cần Mon Hồng, cần Mon Hồng thì Mon Hồng. Tuyết Trinh được mấy đi rồi, giờ này thua rồi các em. Ra bên cho mẹ, ăn cái đó biết không? Đi. Rồi, tiếp mã khác luôn em ơi. Con ơi, con đừng ném như vậy, nó rách bạc quá, Tân Y, làm việc nghiêm túc. Em ơi hương mới là năm trai năm gái bốc đẹp đẹp cho chị Dung nha. Chị hương mới năm trai năm gái bốc đẹp vào. Đi luôn nha nàng nha. Đi hương mới năm trai nha. Tiếp đi, tiếp đi. Con đi đưa mẹ cái đó đi con. Nghiêm túc, còn không làm mẹ không có làm cho mẹ làm mẹ đâu. Mua đi nè, bà ăn cho con uống cà phê. Hương mới của năm trai bao xỉu, bao đẹp luôn. Hương mới của năm trai. Em đợi, em coi nha. Tại vì có những hàng nó có một ri ấy, nên là phải năm trai cho Hương mới luôn em. Năm gái, năm gái. Hay quá vậy. Còn đi rồi. Gái còn bao nhiêu đi? Gái còn bao nhiêu đi? Nói đi đâu đi mon. Cho chị Thu Hà thêm 2 ri nữa. Thu Hà là trai cả đó. Trai. Mấy ri 4 nữa. Đó. Đi ơi, Nư ơi. Có siêu nhân không ta? Vô này không phải. Qua đi ghế này, đi bóng này cho Hương máu lên. Đi là, em đi, đi kia em đi là ri 4 luôn đây Nam. Đi kia đó. Đi Nam này. Cô đem mon đó nè. Đâu, Hương máu Nam. Là bò đi bóng thôi đi Nam. Đi ghế. Em Chi Nguyễn, Chi Nguyễn cho thêm 5 trai 3 gái. Chi Nguyễn. Gái rồi. Đây là Chi Nguyễn còn trai. Em đi qua đi bóng người đi nào. Đi 4 luôn. Cái nào đi 4 đi bỏ đi 4 đi có công đi đến. Đó đi bóng định cậu không đó, bỏ đi đây vô cậu đi bóng, đi bóng. Đi đi 4 cho chị Nhung luôn tới lúc kiểm hàng nó chuẩn. Không có xe nhỏ, từ từ để em bốc cho Chi Nguyễn em à. Chi Nguyễn là lấy 5 chai, bốc cho chị Nhung 5 ly chai. Đông ơi, bốc cho chị 5 chai đẹp đẹp cho Chi Nguyễn. Đẹp cho Chi Nguyễn. Không có xe nhỏ đâu Định ơi, cái xe này là xe có một xe duy nhất à. Chờ Nhung xíu nha. 5 chai. Đây. Cái này cho chị Nguyễn đi. Cái này cho chị Nguyễn đẹp nè. Ôi, hai làm việc. Hai làm việc các bạn. Được cho chị Nguyễn không em? Cho chị Nguyễn 5 được không? Rồi, chị Nguyễn 5. Đừng trùng mẫu, chắc chắn là không trùng mẫu đâu. Rồi, cho Nguyệt Nguyệt thêm 2 chai không trùng mẫu luôn nha em nha. Nghe mấy chai.
Mình Việt hai da đấy kìa. Đi đi sót đi. Thi Nguyễn còn gái không? Cho Thi Nguyễn ba gái. Đây nha, em lấy em mặc cho cu nhà em nha. Lính. Lính này có bao nhiêu đây em ơi? Vui Trần thêm hai chai nữa. Vui Trần ạ. Trời, cái lính này đẹp quá. Lính cho mình lính giùm em. Lính. Ba thẻ luôn. Vẫn là sai hôm bữa đó anh Thi Lê, vẫn là sai hôm bữa đó, 110 đó. 110 lên á. Vẫn là sai hôm bữa say đài đó chị An Nguyễn, vẫn là say đài hôm bữa đó. Lính nhá, lính nha. Lính cho Nguyệt Nguyệt luôn. Nguyệt Nguyệt. Lính cho Đàn Quang Bách luôn, lính cho Ly Ly luôn. Nguyệt Nguyệt nha. Quang Bách. Cái bảo nó đã lắm luôn, chị Kim Dầu Nguyễn lính luôn. Ly Ly. Đàn Quang Bách. Kim Dầu Nguyễn. Rồi. Ông Nguyễn Hoàng An. Còn chi Trần luôn hết. Chi Trần luôn, chị Diệu mất rồi ạ. Máy bốc chị Diệu cho em. Rồi hết. Cái vàng này là gì? Vàng này được mấy đi em ơi? Chị Diệu ơi, chị Diệu được bao nhiêu rồi? Chị Diệu được mấy đi rồi? Cái này đi mấy đấy? 14. Bò can 89.000 cái hàng này em nói chị Tuyên Linh hiệp có đi tới 100 sai nhí đã là 100 rồi đó. Nhí đã đi 100 mấy rồi đó các bạn nha, nên các bạn liệu giá mà bán. Cái này là con gì em ơi? Thỏ. Hai gái đều mặc được. Đây. Chị Tường Vân á, còn mong cho chị Tường Vân hai trai hai gái nữa. Hai đi nữa tức là một trai một gái nữa thôi á. Chị Tường Vân á. Tôi hết lính mất rồi. Tường Vân là lấy hai trai đúng không? Nãy giờ là toàn màu như vậy không có đỉnh, yên tâm tại vì cái lô hàng này nó quá đỉnh luôn, cái màu nào nó cũng đẹp hết các bạn nhìn thấy không? Tường Vân hai trai đúng không? Ở Trường Văn một cây màu quế nữa. Một cây màu quế nữa thôi là đủ rồi. Ghi cho Trường Văn. Cái mầm cam thì lính hết rồi, ngân hà ơi. Trường Văn thêm một cây quế nữa thôi. Xanh không có. Nguyệt Nguyệt được mấy chai rồi hả? Trời ơi. Cưng kinh khủng khiếp luôn. Ai lấy gấu? Ai lấy gấu? Có mình gấu nó là trong gấu, có mình gấu chấp nhận của bạn nhé. Gấu hàng của thương hiệu này nữa này, nó hai thương hiệu hàng của cái này này, giá mà gấu có mình gấu rồi, xanh có mình xanh, xanh có mình xanh các bạn nhé, xanh có mình xanh, nhìn hơi bị đỉnh rồi này, xanh hơi xanh có mình xanh. Ủa vậy cho Chi Nguyễn ba gái nữa em, cho Chi Nguyễn có ba gái, còn gái không? Rồi chị Tường Vân cho hai một trai một gái rồi đúng không? Rồi, chị vừa là chị dìu kiểu cái lô này rồi. Rồi cho chị Cam đi, hết rồi đó, hết rồi các bạn ơi. Còn gì nữa đem hết ra đây nô nam. Hả? Các chị siêu nhân kia đi. Rồi cam các bạn, cam cái này là tai luôn này, cái mã này có tai luôn các bạn, mã này có tai luôn. Đó, mã này có tai luôn này. Cam các bạn cam. Cam các bạn cam. Hàng quá đẹp luôn, trời ơi cái vải nó đẹp lắm luôn. Vải xuất sắc lên 89.000 cam, tai phải. Cái này có tai nha các bạn nhé. Cam, các bạn cam đi đâu hết rồi. Cam, cả nhà mình chấm lên giùm em đi. Cam này. Cái này là cốm vàng này, có đâu. Đây là còn mã này phải không? Đưa chị Nguyên còn. Còn gì nữa đâu nữa. Bò, đu bò đây, đu bò đây. Bò, cá xỉ, bò, chuẩn bị bò luôn. Bò này. Đó. Bò màu xám. Bò xám. Bò. Bò các bạn ơi, bò. Tuyệt vời không mặt trời luôn. Nào, ai lấy thêm bò, các bạn bò dưới lên. Đó, những bạn nào dạ. Có sắc chưa? Rồi, ai lấy bò, các bạn bò dưới lên. Chị Nga, à, chị. Chị Diệu ơi, sao chị Diệu không lấy những cái màu này nó đẹp đây. Tốt lắm luôn á. Bò cho Thi Anh Nguyễn. Bò cho Thi Anh Nguyễn. Hàng này nhận về là mê liền. Mê liền.
bò cho anh đi lên. Anh đi lên. Đi anh Nguyễn, anh đi lên. Bò đi anh Nguyễn. Bò cho Nguyễn Hoàng An. Nguyễn Hoàng An. Cái này cô Trần có chưa? Cô Trần có này chưa? Cô Trần có chưa? Hết mã luôn rồi đó nha, kết mã luôn đó. Bò cam. Hết bò cam. Có phần bò cam này các bạn. Ồ đẹp chưa? Còn có nhiêu đây thôi đúng không? Đấy rồi. Rồi, bò cam qua mình bò cam. Bò thằng kia làm để cho. Bò cam, ai lấy bò cam qua mình bò cam. Bò cam. Ủa hôm nay cái này lai rồi mà. Vàng. Tranh thủ đạt được mục đích thì rồi chúng ta nó kêu đâu bò can là si si rô Nguyễn, si rô Nguyễn ăn ăn đi lê còn mấy đi ai đi ai đi ăn đi lê rồi cái vàng này, vàng này cái vàng này mới là đẹp này, sám cho vui Trần luôn. Cái sám hồi nãy là này, bò sám cho vui Trần. Heo con này là con heo dễ thương lắm luôn, nó cái này heo dễ thương lắm luôn, heo cho bụng lành. Heo mà đằng nam nó như là bò vàng. Heo cho bụng lành. Heo không bằng heo dùm em. Heo đấy, heo heo chị ơi. Heo đấy chứ phải là đây này chị cho ra là còn cam không hết. Bây giờ cái ủng anh Nhung đi heo nhé. Cái này được. Heo. Heo cho tuyết trinh. Heo cho tuyết, em đi về đi. Bà con đi heo à? Heo có bằng heo đúng không? Nha, còn một đôi cuối cùng. Ừ, mặc cái này. Đi. Đi. Phan Quỳnh Anh, em lấy 10 ly nữa. Ủa em vô trễ vậy? Để nhung lửa đẹp đẹp cho. Bây giờ này em phải bốc cho Phan Quỳnh Anh 10 trai 10 gái, còn gì bốc lấy đó. Heo cho còn ông xong cho xong ăn đi. Heo à? Ừ. Thì bây giờ Phan Quỳnh Anh, Phan Quỳnh Anh được bao nhiêu ly bốc đi? Chạy lâu rồi. Bốc cho Phan Quỳnh Anh coi đi. Ra lên là gì ra? Thôi. Quỳnh Anh. Thôi Quỳnh Anh một ly này. Không một ly cho năm đây đi. Không không cái giúp cho bác Kiến cái gãy cho bác Kiến này nè, biểu nó về tranh thủ về chở đi. Ai không biết hết. Tích Trinh Nhung không biết đâu. Trần Thị Định hồi nãy là bao nhiêu rồi? Năm. Đúng rồi. Bao nhiêu đây? Sáu. Phan Quỳnh Anh được người. Đúng lại là Phan Quỳnh Anh bốc cho bạn. Không. Hi hi. Hi hi. Còn cái này có rồi, Phan Quỳnh Anh đẹp quá rồi. Hi. Ơi, đi rồi. Định là đủ 5 trai 5 gái rồi phải không? Chắc là định đủ rồi phải không? Trần Thị Định chắc là đủ rồi. Heo không ăn tiết phải không? Heo không ăn tiết phải không? Không ăn tiết. 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 Không không ăn không ăn lấy cái ri này nha, con gấu vàng này em này, còn ri này, còn ri vàng ai lấy cho mình đi, còn ri vàng đó, còn ri đẹp lắm luôn, cái hài đẹp lắm luôn, nhận vàng vàng có phần vàng gấu vàng cho Hoàng Thu Linh vô trẻ phải đấy, Hoàng Thu Linh, Thu Linh Hoàng Thu Linh xong ăn có rồi phải không? Cảm ơn em. Còn ri thọ cam, con này cam cam có phần cam trai gái đều mặc được, cái này còn có to tai nữa, cái này còn có tai nữa, vàng hết rồi. Rồi cái này có mình dùng em cam có mình cam thì luôn, cam có mình cam mình tắm được không? Cam có mình cam 89.000 Hoàng Thu Linh ơi, giá tốt kinh khủng luôn, hàng Quảng Châu nha, hàng hàng đẹp hơn cả hàng Việt Nam mình gấp mấy lần đó.
mà giá rẻ hơn Việt Nam. Hàng dù Việt Nam bây giờ nó cao lắm các bạn. 89.000 size 110 đến 130, 140. Ai lấy một cốm có hoàn cốm hoặc là vàng có hoàn vàng. Cốm có hoàn cốm. Cốm tai thỏ dễ thương lắm luôn nha. Cốm. Cốm có hoàn cốm, cam có hoàn cam. Rồi cái này bò sẵn vào một viên hả em? Nó là size đại đó Hương Mít, nó là size đại đi thôi. Ủa chị Diệu ơi, nãy giờ chị Diệu được mấy đây rồi? Được có năm thi trai thôi hả? Thiếu năm thi gái hả? Hết gái mới rồi, năm bốc con đi con. Cái vàng hồi nãy cho chị Diệu luôn này. Chị Diệu hồi nãy có vàng này chưa? Chị cuối cùng rồi. Vàng chị Đặng gì? Em đang chuyển. Ủa, Mỹ Trang đã dồn đơn cho chị Mỹ Trang chưa? Mỹ Trang ý là bữa đi còn có là một bao nữa sau á. Một bao nữa hả? Vậy là còn một bao nữa chị? Còn hai bao á. Có hai bao tất cả. Mỹ Trang nhận được bao nhiêu bao rồi? Đơn của chị Trang là hai bao. Chị Trang nhận được mấy bao rồi? Còn bữa về sắp một bao gửi lại ngày hôm sau. Cái này cô ban này của chị cho chị Diệu một đi. Chị Nhung chưa được khi chị Nhung đây cho chị Nhung cho chị Diệu. Chị Diệu này có này chưa? Cho chị Diệu. Mẹ em ơi, 5 đồng 5 luôn. Hả? Cô ban con heo toàn không? Cô ban con heo. Cho Hoàng Linh Nhi. Anh ơi, bà Cô Linh. Cho Hoàng Thu Linh, có năm nhân năm bằng năm năm đúng không? Hai lần. Cô ba Hoàng Linh Nhi hết rồi bây giờ này 89.000 em yêu 89.000 cái này cho Hoàng Thu Linh này em này, cho Hoàng Thu Linh. Còn đi con heo bò này 89.000 đi cuối cùng luôn, hàng Quảng Châu chắc các bạn nhé, hàng VIP. Các bạn nhìn cái bộ tem của nó là biết ngay hàng của hãng này. Đó, một em màu cam con heo, cam con heo, cam con heo nhìn xám. Cam con heo rồi mã nào nữa Nam ơi đưa chị luôn. Vậy cho Ly Ly cam con heo. À, cô ba con heo không không. Cam này cho Hoàng Linh Nhi luôn. Hoàng Thu Linh, chị xin lỗi Hoàng Thu Linh luôn. Còn hơi não nữa không? Còn trong nhà không? Thầy gửi. Ủa? Kiểm hàng có đủ không vậy? Sao, sao nhanh rồi? Còn kia 10 viên tí anh Thuế được. Còn có nữa không? Còn 10 đi à, mày để cho anh Thuế rồi. Ai dặn hả? Lên với 1 tỷ đi xé mày. Cốm của mình cốm giùm em. Cốm các bạn nhìn nha, cốm. Cốm của mình cốm giùm em. Cốm các bạn nhìn nha, còn mình cốm. Cái này có 2 tăng. Heo cam hết rồi Huyệt ơi, bây giờ còn mỗi mã này nữa thôi. Còn mỗi mã này còn 1 ri này. Em có ri nào không chị? Hình như chị Nhung được mấy đi? Có 1-2 ri. Ừ, chị Nhung có được 1-2 ri thôi. Đại Nhung, Nhung không dặn em. Ví dụ như bữa sau mà bận không ai kịp ấy. Cái cốm này cho chị còn ri cuối cùng, à, cho chị kim đầu nguyễn luôn em. Cái hàng nó đẹp quá. Kim đầu nguyễn. Cam hết hàng, còn đúng hai mã này. Rồi bây giờ chúng ta mới qua hàng này, giá bao nhiêu chị Thắm Nguyễn? Size nhĩ đại không chị? Đó, nó đó, size đại đó. Size đại đó Thắm ơi. Còn đúng hai màu này hết luôn. 89.000 hàng Quảng Châu. Đây, một cái này này. Trời ơi, nó đẹp giả man luôn các bạn. Đẹp lắm luôn. Cốm thì kim dầu Nguyễn em có chốt rồi ạ, ở trong nó lót tông hơi nhưng mà các bạn nhé, trong hàng đẹp cực kỳ luôn. Đấy, chị Nhung còn đúng hai ri này luôn, còn đúng hai ri này chị Nhung hết sạch luôn rồi, cái chai gái rồi mặc được, cái này chị Nhung ơi, được không? Chị Nhung cho hai ri luôn em, chị Nhung cho hai ri luôn rồi xong qua đi mua hàng sale, ừ. Chị Nhung hết. Rồi cả nhà mình chấm lên thì em với nhé, chấm lên để chúng ta chiến đấu tiếp hàng mới. Chi Trần ơi, có ri 4, có ri 5. Đa phần là ri 5, 80% là ri 5. Có phải mở ri bóng rồi. Ừ, phải mở đó là ri bóng rồi. Rồi, xong, đi vô trong rồi. Này em, sao để mất mấy cái nhãn của người ta này. Em có lên hàng sale cho cả nhà mình. Cái hàng này mọi người đừng bỏ qua, em nói thiệt sự luôn. Một năm nó chỉ về đúng một lần duy nhất. Cái hàng này là một năm. Cái hàng này là một năm nó về một lần duy nhất các bạn nhé. Một lần em xem, nó xem cho chị em mình một lần duy nhất thôi. Thấy cái ghế thấp chị. Con đi ơi, cho mẹ cái ghế thấp đi con, để mẹ làm việc nào. Đi ra đây phụ mẹ nào. Làm việc giỏi đi. Ừ. Ừ, đưa mẹ đi cái ghế. Nhanh, để mẹ làm việc nào con trai. Nhanh, giỏi quá. Rồi, làm việc nghiêm túc nha.
bắt đầu này, cái hàng này hàng keo, hàng vip, hàng này các bạn mà không lấy thì con ơi làm việc nghiêm túc còn không là mẹ cho lên đó nha. Ok, đồng ý không? Đang ăn mà đang mẹ nhung ra rồi cứ quay quay lại đây. Đi lấy cho mẹ chai nước đi con. Ê nước hả? Hàng này hàng hàng cực vip nha các bạn, hàng cực vip. Trời ơi, cái em nói thì là hàng của nó là cao vô địch luôn. Này, đang đi xỉ này các bạn ơi. 290 ri 4 hàng baby. 290 ri 4 các bạn chia ra giùm em là bao nhiêu? Bảy mấy hả? 73 72 73. Ừ, đó là giá đầu buôn ra các bạn nhé, 290 là giá đầu buôn ra đó, là bảy mấy ngàn mà bây giờ chúng ta nhập vào giá rất là tốt luôn. Em báo mọi người nghe giá là hết hồn, rẻ, hàng rẻ hơn thị trường rất nhiều. Bây giờ chúng ta chuẩn bị được 5 ri tất cả, bắt đầu chiến nha mọi người nha, bắt đầu chiến nha. Cái hàng này là hàng baby, nó là hàng baby, hàng của bên PN và hàng nó là hàng lô mới, hàng xịn tinh khủng luôn. Có điều nó sale thì chị em mình, nếu mọi người mà bỏ qua những cái hàng này là các bạn sẽ bị sai lầm. Nó là sai lầm, cái này là túi cưng cực kỳ túi nha. Rồi, bắt đầu, trời ơi nó đẹp. Nó đẹp giả man như thế này các bạn. Trời ơi, đầm. Rồi, đầm hàng quát, hàng VIP nha. Kèm quần chip, hàng này là hàng khá là đủ. Ai lấy cơ mà em? Thôi để tôi like chị hả? Không, Nhung like nhanh thôi, tại vì cái hàng này nó hơi bị chật. Buộc phải like. Nó chật tối like xem sai nữa. Rồi, ai lấy đầm mà đầm 55 ngàn thôi nha mọi người nha. 55 ngàn. Đầm, ai lấy đầm mà đầm em 55 ngàn. Ba chi tiết. Tất cả hàng này hàng cực VIP luôn, em nói trước là hàng cực VIP luôn. Trời ơi, đầm công chúa 55 ngàn các bạn nhé, 55 ngàn màu hồng nu. Rồi, 55 ngàn, ai lấy cho mình em 55. Có 5 ri tất cả 55 ngàn thôi, tiền hồ ngọc. Có 55 ngàn thôi, ba chi tiết. Các bạn ơi, ngân hà, cái hàng này mà mọi người tối đông là các bạn sẽ rất là khó lấy. Nên chúng ta lấy giờ này là chúng ta lấy được những cái mã đẹp. Đây là những cái mã hot, em sẽ lên trước. Tiền ngồ học, ngân hà, ok luôn. Rồi, y như vậy chúng ta có ri cam. Cam có 1 ri hả? Cam có 1 ri. Cho chị Tường Vân luôn, hàng này đẹp lắm, chị Tường Vân lấy đi. Có cái vải nó mềm nhũng luôn á, y hàng Quảng Châu vậy đó thôi. Cam qua mình cam giùm em nhá, hốt đi các chị, hốt đi. Túi này. Rồi, cam qua mình cam, cam cho chị Tuyền Hồ Ngọc luôn, được mấy đi? Cam Tuyền Hồ Ngọc. Cam Tuyền Hồ Ngọc luôn. 55 ngàn giá quá rẻ luôn á. Chưa. Rồi. Cam Tuyền Hồ Ngọc, còn một ri cam đó các bạn ơi, còn một ri cam. À còn một ri nu hả? Cái má y như vậy là má nu này. Còn một ri nu này. Cam chị Tường Vân luôn các bạn, cam chị Tường Vân luôn. Hốt đi chị ơi, mùa Tết không có đâu. À vậy của chị Tường Vân luôn hả? Đi cho Tường Vân đi. Đúng không? Bây giờ qua mã mới nha, hàng này các bạn không lấy, Tết không có hàng bán. Thật sự luôn, tại vì bây giờ giá thành vải nó lên nó quá cao. Mà trong khi đó là bây giờ người ta sản xuất cái hàng nào ngon đi. Cái này là túi các bạn, chứ không phải bông hoa thường, nó là túi rất là dễ thương. Cái này các con mặc lên đeo. Rồi, đầm xay. Dễ thương chưa? Cột nơ giùm em nha. Hàng teo các bạn ơi, hàng teo đó. Rồi, đầm xanh nha, kèm túi. Đầm xanh kèm túi, kèm quần. Kèm quần luôn. Kèm quần luôn. Đầm xanh kèm túi cho. Xanh con mình xanh giùm em. Xanh có màn xanh giùm em. Xanh có màn xanh giùm em nhé. Xanh. Mấy đi. Một ri xanh duy nhất cho Tuyền Hồ Ngọc luôn, 55 ngàn. Một ri xanh. Một ri hồng, cái hàng này bán sướng lắm luôn. Hay Linh Nguyên hết rồi. Rồi, hồng có màn hồng giùm em. Cái này có tay. Hồng có màn hồng giùm em. Hồng đằng sau có nút kèm núi. Kèm túi, kèm màu kia. Có 55 ngàn này. Rẻ quá chị không nổi luôn, mua một cái set đỉnh như thế nào. Rồi đâu em nhỉ? Mẫu đâu nhỉ? Đâu, đâu, đâu. Hồng đi, hồng đi. Hồng cho Lê Hình Nguyên với hồng cho Thắm Nguyễn. Cái hàng này rơi tầm 10 kg đổ lên chị ơi, 10 kg đổ lên 110 đó. Đây hả? 10 kg đổ lên, 10 kg thoải mái luôn. Hồng cho Lê Hình Nguyên, Thắm Nguyễn, Tuyền Hồ Ngọc có không? Có. Rồi. Đi như vậy màu nu, quần chip đầy đủ. Đây này số nhỏ nhất em đang cầm trên tay chị, màu hồng nu. Cái hàng này mùa Tết đến là chúng ta cần lắm luôn. Thậm chí mùa này á, mùa này các con cần lắm luôn hàng TH cho chị Nguyên. Cái đầm này đi bóng lên, đầm này đi bóng lên. Rồi ai lấy cho mình em màu nu, cho mình nu giùm em nhé. Kèm túi. Màu nu cũng đi bóng rồi. Nu cho Thắm Nguyễn, rẻ quá hả, 55 ngàn. Thắm Nguyễn đi bóng hả? Thắm Nguyễn rồi nữa. Còn một ri cuối cùng nu. Má này không có vàng, má này không có vàng. Ba ri ba màu, cái này được ba ri ba màu. Màu nu mới cho Thắm Nguyễn. Nu cho chị Tường Vân luôn em ơi. Tường Vân này đi bóng rồi. Đây, nu của chị Tường Vân. Ừ.
không có vàng, cái mã nó không có vàng bé ơi, mã này không có vàng, trời ơi hàng này rẻ, quan trọng là hàng của TH, nó vải nó đẹp mà nó đẳng cấp. Trời ơi set này em hôm đấy cho ông cô gái em mới là lạ luôn á, nhìn không cái set chị ơi, cái cổ nó mềm mà nó đỉnh, đỉnh của drop luôn. Trời ơi set nè, set các bạn ơi, comment set giùm em, hàng này là em nói chân thành với các bạn luôn là năm ngoái em đi cái hàng này nè, năm ngoái em đi hàng baby nó chỉ rơi tầm khoảng là 49 ngàn thôi, 49 ngàn là những cái set mà kiểu đơn giản là 49 ngàn, em nói thiệt luôn. Năm nay chúng ta ôm hàng này cao hơn 5k bởi vì lý do là cái vải năm nay các bạn cũng biết rồi đó, như vậy là người ta lỗ lắm rồi các bạn. Các bạn đi đầu buôn là đã 70 mấy ngàn mà hôm nay chúng ta nhập vào giá chỉ có 55 ngàn một cái set, mà giá 55 là bây giờ là nó bèo như hàng chợ các bạn, trong khi đây chúng ta đang lấy hàng cao cấp nha, được chưa các bạn, hình dung không, hình dung không. Còn những cái này các bạn về các bạn bắn cái nhãn vô, bắn nhãn của các bạn vô là tuyệt vời luôn. Ok nha, 55 ngàn set cho chị Tuyền Hồ Ngọc. Set. Ủa sao cái nón ở đâu? Có nón các bạn ơi, có nón thằng Nam. Đây này, rớt nón ra ngoài đây. Mở mẫu rớt nón này. Cái này có mất nón không? Set Tuyền Hồ Ngọc ok luôn. À, 55 ngàn này. Nón. Vàng có bằng vàng giùm em. Vàng có bằng vàng giùm em. Vàng có bằng vàng giùm em nhé. Vàng kèm nón nha mọi người nhé. Trời ơi, cái này con gái em sẽ giấu cho con gái một mớ luôn. Vàng có bằng vàng. Vàng có bằng vàng 55 ngàn. Viết giá thì chị Nhung. Vàng Tuyền Hồ Ngọc luôn. Dâu y như vậy, dâu có bằng dâu. Y như vậy dâu luôn, kèm nón nha các bạn nhé. Kèm cả nón đội luôn á. Dâu có bằng dâu giùm em. Dâu có bằng dâu, có một viên duy nhất. Dâu. Ôi 55 ngàn. Rẻ. Rất rẻ luôn các bạn. Rất rẻ luôn. Đời đằng 2 tầng. Kèm túi, kèm phụ kiện. Tôi đến khổ với cái anh này luôn á anh ấy. Sai nhí Vinh Võ ơi, hàng baby, hàng baby. Đó. Có mình sai nhiều em quần chít, hàng baby, hàng đấm, baby. Đấm. Nó rơi tầm khoảng là 9 kg lên cổ. Giao cho Tuyền Hồ Ngọc. Ủa giao cho ai vậy ta? Chưa, giao chưa sống. Dâu cho bạn Lê Hình Nguyên, ok, dâu cho chị. Em có cái nghĩa em không để cho làm phim lớp. Đi lên trên phở trên bếp, chỉ có trên bếp. Đây, đầm hàng quá đẹp luôn, trời ơi đầm. Cái hàng này bán được rồi, các bạn còn bán chạy lắm luôn á. Đầm cho chị Tuyền Hồ Ngọc được mấy đi em ạ? Một ri duy nhất cho chị Tuyền Hồ Ngọc, ok luôn. Tuyền Hồ Ngọc y như vậy luôn, trời ơi luôn nha các bạn, ôi nó đẹp. Nó đẹp khủng khiếp luôn, em phải cất cho con em 40-50 bộ. Còn set đầy, nhiều lắm, nhiều mã còn cưng hơn nữa, yên tâm. Nó đi qua rồi mà nó còn đi quay lại để nó xin chi vậy? Không. Con tự ấy đi. Không biết kẹo giống như thế này nữa. Nhưng mà nó lại màu kem. Được, màu kem. Màu vàng. Hoa cơ mình hoa giùm em nhé. Hoa cơ mình hoa giùm em. Hoa 55 ngàn. Hoa cơ mình hoa giùm em 55. Hoa 55 3 chiếc. Hoa cơ mình hoa có một ri duy nhất thôi. Hoa. Xin lỗi cả nhà. Nó xịt khói, xịt mũi. Hoa cơ mình hoa giùm em nhé. Hoa. Hoa 55 ngàn kèm túi ở kèm nón. Hoa cho chị Đoàn Quang Bách. Trời ơi. Mẫu xét cho em 5 viên. Chưa, Nhung chưa biết cái nào luôn. Trời ơi, xanh con bằng xanh nhìn này, yêu chưa. Trời ơi, cái này mặc lên là cưng xỉu luôn. Nó cưng xỉu các bạn ơi nha. Hàng này hàng baby, trời ơi này. Ôi, giết chưa. Rồi, xanh con bằng xanh giùm em. Cái họa tiết quá đẹp luôn. Xanh, bằng xanh giùm em 3 chi tiết mà giá con 55 ngàn thôi chị Hà ơi. Nhá, xanh cơ bằng xanh. Xanh đi các bạn ơi. Không phải khẩu trang thì nhiều luôn. Xanh cơ bằng xanh đi. Đằng Quang Bách ơi xanh đi. Rồi, tiếp tục cơ bằng giùm em hồng. Cái bạn có xịn lắm luôn, hồng cơ bằng hồng. Hồng. Hồng cơ bằng hồng giùm em, hồng. Cái khẩu trang chị vừa để đây đây. Cứ đang chạy vô lấy mớ khẩu trang ra mà đội. Xanh hết rồi. Xanh chưa chốc mà thấy. Ủa, xanh cho đằng Quang Bách. Xanh còn rồi xanh có màn xanh giùm em. Chị Hằng lấy màu hồng đi chị Hằng ơi. Hồng có màn hồng giùm em. Hồng có một ri. Hồng có một ri duy nhất cho chị Hồng thôi. Hằng chị Hằng. Hồng chị Hằng ok luôn. Hồng chị Hằng. Chị Hằng hả? Chị Hằng. Lại luôn. Ủa hết nào. Ôi kinh lắm. Không hát gì đâu, nín thở đi.
Mấy cái kia. Còn mở hoàng bì. Bỏ nó quay mình mất. Bỏ bao đi. Lấy cái bồn xong mừng tới đây. Bỏ đi. Lấy cái bồn xong mừng bỏ gì nữa. Bảo em xếp thôi cho nó gọn gàng lại đẹp. Trời ơi hàng khung. Các bạn nhìn nó hàng nó may này. Nó may này. Trời ơi nó đẹp nha. Nó đẹp lắm luôn các bạn ơi. Bồ đi xuống nước nó vậy. Trời ơi cái vải này con gái em nó mặc đi thôi rồi còn gì để nói nữa. Nhìn cái quần nó may này các bạn ơi. Đúng là hàng đẳng cấp luôn đó. Đúng là hàng đẳng cấp. Nó may ở dưới nó nhúng nhúng về nữa nha. Rồi kèm này nè. Còn cái vải này nó xuống nó mềm nó xuống các bạn ơi. Rồi comment em số 1. Comment giùm em số 1 3 chi tiết mà có 55.000 số 1 ủng hộ với số 1 nhá. Số 1 comment số 1 giùm em có 3 chi tiết. Số 1 các bạn comment số 1 để khỏi bị nhầm với cái hồng hồi nãy nhá. Rồi comment giùm em số 2 cái này vải này xuống lắm luôn. Đúng cái vải này bà Nhung bà hay mua trong con cưng cho con đây này. Trời ơi. Rồi số 2, số 1 là tuyển Hồ Ngọc có được mấy đi em ơi? Có 1 đi thôi hả? Số 1 là tuyển Hồ Ngọc, số 1 cho chị Hương Ngọc Lê. Đúng rồi. Rồi số 2 cho chị Nhung. Cái này nó may tầng tầng như vậy này các bạn. Dễ thương ha. Hương Ngọc Lê. Rồi, số 2 giao cho chị Nhung. Cái này là theo theo rất là mềm và đẳng cấp nha, hàng của TN. Rồi chị Nhung ok này. Số 2 cho chị Nhung. Ai lấy cho mình số 2. Vô trong ngồi đó dễ thương nữa. Và em mở cái cửa, em chạy xuống em mở cửa cửa dưới ấy, cho nó thông ra. Nó hút ra. Đi đi em, mà nó bay hết trên lầu cháu nó không chịu được á. Vàng có mình vàng giùm em. Ủa vô rồi thấy chưa. Vàng có mình vàng giùm em. Ôi nó may này. Cưng quá chị ông nổi lên vàng. Ôi thế gọi. Bây giờ nó đẹp đứng dưới cho luôn. Vàng tuyền Hồ Ngọc. Kèm cái nón, kèm cái nón, kèm cái nón các bạn nhé. Rồi đã dưới này là 55 ngàn thôi. Vàng tuyền Hồ Ngọc, vàng Lê Hình Nguyên, vàng Mỹ Trang. Hai bạn Lê Hình Nguyên rồi, tuyền Hồ Ngọc với Lê Hình Nguyên rồi. Và Mỹ Trang không có này. Mỹ Trang không có. Mỹ Trang ơi còn mối này này. Được. Chốt rồi, thảy đây, thảy ra ngoài rồi, lấy thêm đi bé, đừng đổi cái hàng nắp đẹp hết nhá. Đây, đây. Cái đi bóng hả? Các bạn em sợ dâu, dâu các bạn dâu cái hàng baby này, bảo đảm ơi hàng này đang hiếm thị trường, không có. Năm nay chúng ta nhập mấy hàng này giá nó cao. Mấy cái dừa mà nó may không có đẳng cấp như vậy nhá, hàng này hàng sale cắt mạc rồi, mọi người không lấy thì tội gì hết. 55 ngàn dâu, các bạn dâu thì mua, dâu. Dâu 55 ngàn dâu, các bạn dâu, dâu cho Mỹ Trang. Dâu Mỹ Trang, em này, nó với nào. Dâu cho Mỹ Trang, ok, dâu cho Mỹ Trang. Rồi, phấn luôn, hết luôn rồi đó, hết dâu rồi. Nó may này. Nhà mình nó may như kiểu dạo một lớp hoa đấy. Không có tông xịn kinh khủng luôn ấy. Không hàng cao cấp, hàng của TN đó chị bảo đảm. Biết hàng TN không? Nó hàng sale mà. Rồi, phấn cho mình phấn. Sale. Hàng này một năm nó chỉ là một lần thôi. Hàng này mỗi năm là hả? Một năm nó sale cho một lần thôi. Phấn. Phấn nha, phấn cho Mỹ Trang, phấn cho Mai Hoàng. Trời ơi, chị Lan Hoa của em trong đâu rồi? Phấn Mỹ Trang. Cái này nó gọi là chim lê, đó chim lê lên đó, chim lê. Chim lê. Chim lê nó còn hàng này nó hỏi suốt. Thôi hoàn được bữa tới lấy đi tên nó cái gì. Nguyễn Nguyên nữa. Không có. Không có rồi. Phấn xong chưa? Mỹ Trang ra ngoài. Còn nhiều mẫu còn còn ngất ngây nữa. Rồi. Đi như vậy luôn màu cam sữa này. Cam sữa. Cam sữa các bạn nhìn cái quần nó may này. Cam sữa, các bạn nhìn cái quần nó may này, cái vải của nó đẳng cấp chưa? Rồi, hết lô này luôn rồi á, cam sữa, các bạn cam sữa cho Mỹ Trang. Trời ơi, cái này thiệt, free có 4 thôi, về bán 1 nốt nhạc. Free có 4 thôi các bạn ơi. Đi ra ngoài mua mấy bộ này ở cho con gái mà đúng cái chất vải này á, 160 mấy ngàn, 160 mấy ngàn. Cam sữa được mấy đi em ơi? Có 2 đi, cam sữa Mỹ Trang mới chị bảo đặt, ok. 160 mấy ngàn các bạn ạ, à, không có rẻ đâu, trời ơi, màu nu. Màu tây nè, màu tây nè. Tây cơ mình tây giùm em nha. Cam sữa hết rồi, có 55 ngàn chị ơi, chị Thanh Hảo á. 55 ngàn, cái quần các bạn nhìn nó may nét như vậy cơ mà. Nó nét như vậy này. Ơi, lên xếp chân váy, cộng áo. Là sao? Em ơi, nhiều lắm, chờ nhông xíu. Đây này, đang like hàng bây giờ, hàng tây này cho chị Thanh Hảo này.
có 55.000 các bạn ơi. Tên Thanh Hảo, OK Thanh Hảo này, Thanh Hảo còn Lý Trang còn không hết rồi, hết ngân hà rồi, rồi hàng này các bạn đừng bỏ qua những cái hàng mà nó Thanh Thảo với Mỹ Trân, Thanh Hảo Mỹ Trang, OK rồi, còn sót một ri phấn cuối cùng. Dạ cái màu rút mà tập trung vô em ơi, không đi qua đây ngồi nè, mày ngồi đó mày sao mày thấy được cái người nhập máy nó quan trọng lắm luôn á. Phấn cho mình phấn, phấn cho mình phấn giùm em. Anh thổi với Mỹ cho phấn nè. Trời ơi mấy cái này con cần lắm luôn các bạn nha, cần lắm luôn á, thấy không? Rồi phấn cho Thanh Hảo luôn em ơi, phấn cho Thanh Hảo hết luôn, phấn cho Thanh Hảo luôn, OK rồi bắt đầu qua hàng tiếp. Oh my god, trời ơi nhà mình ơi, cái nón này ơi. Cái vải này giấu cho con chục bộ cũng được các bạn, ai mà có con bé nhỏ chục bộ cũng được các bạn, nhìn cái vải này luôn. Trời ơi này, ở trong mình sẽ đi cho mình bò giùm em nha, bò. Trời ơi lấy một chục bộ cho con cũng được chứ không có gì hết. Trời ơi nó đẹp, 160-170 cái bộ này không có luôn á, kèm nón thêm nhé. Cho mình giùm em con bò, bò cho chị Mỹ Tuyền Hồ Ngọc với Mỹ Trang. Tuyền Hồ Ngọc có một đi hả? Tuyền Hồ Ngọc em ơi, Tuyền Hồ Ngọc y như vậy khỏi mở nha, y không vậy khỏi mở luôn. Rồi khỏi mở luôn, vàng các bạn, vàng cho em khỏi mở nha, tại vì nó quá đẹp đi. Các bạn nhìn nét này nó may này. Đằng sau rồi, vàng các bạn, vàng cho em, bò vàng. Bò vàng. Em nó vàng Tuyền Hồ Ngọc luôn, y như vậy luôn. Mỗi thứ có ri thôi, hàng sale nên mỗi thứ có ri không có nhiều đâu các bạn ơi, màu nu. Y như vậy nu, y như vậy nu, các bạn nu giùm em nhé. Nu các bạn nu giùm em nhé, nu các bạn nu. Hàng này các bạn nhập vào thì thôi rồi luôn á. Đại buôn đổ buôn đá là 80-80000, đổ buôn là 70-70000. Dâu cơ mà dâu, chị Đặng Diệu bị chậm đấy, hàng này đẹp hơn hàng Quảng Châu chị ơi, đẹp, nua chị Hoa Hoàng, cơ mà dâu giùm em, cái hàng này đẹp hơn hàng Quảng Châu mà vậy, Hoa Hoàng đúng không? Cái hàng này đẹp hơn gấp ngàn lần Quảng Châu nha mọi người nhé, không so sánh được hàng Quảng Châu, không so sánh được cái hàng thương hiệu của Sài Gòn mình đâu. Dâu cho Mỹ Trang hết, dâu cho Mỹ Trang rồi, màu tây cơ mà tây giùm em, tây cơ mà tây, cái màu này rất là tây luôn, tây cơ mà tây, màu này rất là tây. Tay cho bàn tay của mày nhá, 59.000 bảo đảm một ri này ha, bảo đảm ri này luôn. Ê này đâu phải đi 4 bảo đảm này đi luôn, xem hàng này các bạn nhận về các bạn nghiền nghiện luôn, nghiện luôn, em nói nghiện nghiện luôn, chị dịu hết mất rồi. Ôi sao mà nó có thể làm được đẹp như thế này, trời ơi hàng bao nhiêu tiết, tất cả hàng của chúng ta. Cái này là mã loang chen chưa này, mã loang chen, mã loang ba chi tiết, mã loang ba chi tiết, cái này nó chen lắm. Ở ngoài từ đi, nó là một từ này. Nó là loang loang, ở ngoài nó đẹp khủng khiếp luôn. Cho mình loang giùm em nha, loang kèm nón. Ôi 55.000 loang cho mình loang giùm em. Loang kèm nón. Màu dao ấy. Loang kèm nón các bạn nhé, loang cho mình loang giùm em. Đẹp cực kỳ, loang được mấy đêm không? Loang cho chị Đặng Diệu. Loang chị Đặng Diệu. Cái này bán mà các con chơi Tết chơi đồ này kia sinh nhật. Cái ngày sinh nhật của các con nó xuất sắc lắm luôn. Được chưa? Rồi, ai lấy loang cho mình loang giùm em. Y như vậy loang xanh. Đây này em cho các bạn nhìn màu xanh cho nó rõ. Y như vậy màu xanh, y như vậy loang xanh, y như vậy loang xanh, y như vậy luôn, loang xanh, đẹp chưa? Nè, cái vải nó đỉnh của đỉnh nha, cái hàng này là hàng xe cách mạng nha mọi người nhé. Các bạn về các bạn bắn nhãn của thương hiệu mình vô, shop mình vô. Rồi. Y như vậy xanh cho mình xanh giùm em, xanh cho mình xanh giùm em, xanh cho Mỹ Trang bảo đảm, có mấy xanh? Mỹ Trang bảo đảm, khổ này, ba chi tiết có 55.000 này, ai rẻ hơn rồi. À chị Mỹ Trang, ờ chị Đào Diệu bỏ ra, OK chị Mỹ Trang. Chị Diệu bảo đặng Mỹ Trang Đặng Diệu, à Mỹ Trang bảo đặng màu xanh, màu cam, y cam con mình cam giùm em, rồi loang cam con mình loang cam giùm em, loang cam ngầu lắm luôn đó các bạn, ngầu cực kỳ luôn. Mỹ con bú điện rồi, cam con mình cam giùm em rồi. Sinh nhật tinh đồ đi thôi, nôi quà làm quà sinh nhật đấy, cam cho Hoa Hoàng, cái này làm quà sinh nhật đấy. Hoa Hoàng này, Hoa Hoàng Mỹ Trang quá đẹp luôn. Trời ơi cái cam đi, cái loang nó chen lắm nha các chị ơi, cái loang nhìn nó đẳng cấp lắm. Còn cam không cho chị Nhung? Còn ri cam cho chị Nhung luôn, cam cho chị Nhung luôn. Còn ri có 4 thôi nên mọi người về bán rất là nhanh. Cam chị Nhung, còn ri vàng hả các chị? Loang vàng con chị Nhung, bây giờ chị Nhung còn ri vàng. Cái này làm quà sinh nhật là quá tuyệt vời luôn thiệt.
Rồi các bạn để trong cái túi của các bạn nữa. Ai mà có shop đầu tư túi xong in nhãn logo thương hiệu của shop nữa để gây ấn tượng cho khách các bạn. Nhìn cảm giác nó trân trọng cái bộ đồ lắm luôn, cái màu vàng. Bạn đang nhập ở đây là hàng sale nên bởi vậy mới có giá này chứ không có ai có mọi người giá này đâu bạn. Rồi vàng. Vàng. Rồi, em nhìn. Vàng như Mỹ Trang. Vàng cho Mỹ Trang. Vàng Mỹ Trang. Với một cái set ăn chơi như thế này mà có bao nhiêu nha, 55 ngàn thôi. Ai lấy vàng cho mình vàng cho mình vàng. Vàng. Cái xanh này đẹp lắm luôn này chị Nhung. Xanh ngọt lịm luôn, xanh. Cho mình xanh giùm em. Xanh cho mình xanh giùm em nhé. Xanh. Có sắc chưa? Xanh, có bằng xanh. Xanh có bằng xanh, rồi tiếp qua mã. Body. Trời ơi, body này có gì Nam ơi. Đừng bỏ. Thấy cái này có một dâu này. Còn một dâu này, loang dâu các bạn ơi, loang dâu. Loang hồng dâu, loang hồng dâu. Loang dâu có bằng loang dâu thì nên cái quần đâu đừng để mất. Loang dâu có bằng loang dâu thì nên nhé. Loang dâu. Cái vải nó đẹp khủng khiếp, cái vải nó đẹp lắm đi. Loang dâu. Loang dâu trong ngân hà, ok. Kiểm tra giùm chị cái đi body đây. Body này có những gì, chỉ có body thôi hả? Con nón đấy, thường là hàng của nó là con nón đấy. Trời ơi, body. Trời ơi, tôi sẽ lấy con trai lại. Trời ơi. Chốt nhanh các bạn nhỉ. Ôi trời ơi, body của mình, body của mình. Cái hàng này nó quá đẳng cấp luôn, không thể nào chấp nhận nổi luôn. Body. Body, trời ơi, body gấu. Body gấu các bạn ơi, 55 ngàn ấy. Body gấu, body gấu. Hàng quá đỉnh, không thể nào chấp nhận. Làm ngọt kìa. Body gấu, ok luôn. Body gấu. Body gấu. Body hàng hiếm, hàng hiếm. Hàng VIP nha. Cái này các bạn bán ra 120 ngàn thì nó quá rẻ. Ngân hà bảo đảm nha, body. Trời ơi, cái vải đây. Mỹ Trang đi cuối rồi. Mỹ Trang. Mỹ Trang, ok body. Mỹ Trang. Vàng có một ri. Vàng có một ri. Vàng có một ri duy nhất hả? Vàng có một ri duy nhất nha. Vàng 59 ngàn. Vàng. Vàng có một ri thôi. Vàng có một ri. Vàng có một ri. Vàng có một ri hả? Cái này là trộn. Ồ cái này là trộn. Vàng cho hoàng tỷ, ok hàng này thấy. Hàng này đừng bỏ qua cái like này, đừng bỏ qua tại vì những hàng này bán chạy lắm luôn, chạy lắm, đầm này. Lấy cái đầm nó luôn đi, lấy cái đầm nó luôn đi, đừng có lấy đi, lấy cái đầm nó luôn đi. Đầm này, màu tung chung. Đầm đen đầm, đầm hồng sen, đầm các bạn nhé, 55 ngàn đầm. Đầm ủng hộ âm nhung đầm này các bạn, đầm nhé, ai lấy đầm cho mình đầm này. Đầm cho đầm tiền hồn ngọc ghi bốn, không có nhiều đâu các bạn, đầm cho tiền hồn ngọc ghi bốn này. Đầm này ri có 4 thôi, rất là sướng. Đầm cho mình đầm luôn nha, tiếp đi qua đây. Đầm màu tây, màu này nó sang. Đầm tiền hồn ngọc rồi, ok rồi, xanh. À đầm luôn, đầm luôn. Ôi này. 365 đồng luôn. Vàng là cái nào em? Vàng là cái nào bé con? Đầm con mắt vàng là body vàng hả? Rồi, cho mình cho em màu ngu một lúc màu tây. Còn chip. Hàng này bình thường mấy năm là nó rơi tầm khoảng 49 ngàn. Nay chúng ta nhập vào 55 mà rẻ đó. Vải nó lên như thế này mà lên giá treo nữa. Đang nhập vào giá treo 55 ngàn rẻ. Rồi ai lấy nu có một nu thì em đó. Nu. Nu xanh. Nu và xanh nữa là xanh không bằng xanh luôn. Rẻ ha. Nu một cái xét này 55 ngàn đón kiểu nào cũng được. Quá rẻ luôn. Ai lấy xanh không bằng xanh thì em. Xanh đi cả nhà luôn. Xanh cho bằng xanh. Xanh. Xanh luôn. Xanh thì tuyển hồng ngọc luôn. Hay xanh. Đây được mấy đi em ơi? Đây được mấy đi? Nhìn. Bây giờ tí con không mũ gì nữa. Hàng độc quyền luôn á, độc lạ luôn này. Hàng độc lạ các bạn nhớ em số 10. Số 10 hàng độc lạ các bạn ơi, hàng độc lạ số 10 các bạn nhé. Trời ơi. Độc lạ luôn số 10 các bạn ơi. Trời ơi nó đẹp. Trời ơi cái này tôi lấy con nhá thôi. Một con mình đi vậy. Đi mấy? Đi có 3 nhiêu. Này, số 10 cho Tuyền Hùng Ngọc thôi.
Rồi y như vậy luôn, hồng. Hồng nó bằng hồng, cái này còn có túi nữa. May thường thu hàng baby mà nó làm cả túi nữa. Hồng nó bằng hồng như thế. Bên này có túi vải, vải sờ mút rượt luôn. Hồng nó bằng hồng như thế. Hồng, hồng cho Mỹ Trang. Hồng cho Mỹ Trang. Có mua thứ cò riêng này hả? Ôi, ôi, con gái ơi. Đầm. Ôi ôi. Thiệt luôn đó, ngày sinh nhật, ngày sinh nhật, ngày thôi ngôi, ngày đi chơi, mặc ở nhà cũng cưng nữa. Rồi, comment giùm em màu bò, trời ơi, bò bò, nâu bò, nâu bò cho Tuyền Hồ Ngọc cho cái 500 ngàn hàng đây bạn ơi, thiết kế nâu bò cho chị Thanh Thảo, ok luôn, Thanh Thảo, vàng bò, rồi Hồng Nu, comment Hồng Nu giùm em quá trừng luôn, không chấp nhận nổi sao mà nó có thể ra những cái set như vậy. Hồng Nu, Hồng Nu comment ơi, Hồng Nu, các bạn ơi, Hồng Nu, comment Hồng Nu, mẹ hàng này hả, Tết không có mà bán luôn. Thật luôn á, mà shop chúng ta phải có những hàng này nhé bạn nhé. Rồi, Hồng Nu được mấy đi em ơi? Hồng Nu Tuyền Hồ Ngọc với lại Mỹ Trang ok. Hồng Nu Tuyền Hồ Ngọc với Mỹ Trang ok. Gì ba ơi? Hồ Ngọc với Mỹ Trang, em nghi Tuyền Hồ Ngọc mày. Gì à? Hả? Mỹ Trang này, Mỹ Trang này. Nhi ơi, con đi lên tắm đi con trai, lên tắm đi con. Hồng Nu Tuyền Hồ Ngọc Mỹ Trang. Trời ơi, cái hàng này số lượng nó ít nên em sẽ like cái giờ mà nó vắng khách. Chứ like buổi tối mọi người sẽ bị mất lòng, tại nhiều chị cứ tranh không được á. Hàng này nó ít, số lượng mỗi thứ đấy, các bạn thấy mỗi thứ có riêng 2 ri thôi. Những ai em không đập là sẽ không có hàng. Cái này là đầm yếm. Đầm yếm như vậy này, nó xòe 360 độ. Cưng cực kỳ luôn, đầm yếm. Yếm comment yếm giùm em nha. Yếm comment yếm giùm em. Yếm 55 ngàn. Ủa hình như nó kèm cả túi nữa hả em hả? Đầm là kèm túi hả? Đầm là kèm túi hả? Ghét chưa? Đầm kèm túi nha các bạn, đầm kèm túi, kèm quần chip ba chi tiết như vậy 55 ngàn. Rồi, ai lấy cho mình em yếm nha. Yếm cho mình yếm như thế. Yếm. Yếm, 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 kèm túi, dư tư chưa? Đấy. Yếm xanh đi các bạn ơi, lấy xanh cho bạn xanh, đằng sau có dây cột như vậy. Cái vải nó xịn cực kỳ luôn. Ai lấy xanh cho mình xanh, thôi lấy xanh đi các bạn ơi. Xanh đi các bạn nhé, lấy xanh. Xanh cho mình xanh. Xanh Tuyền Hồ Ngọc kèm túi. Hai nhân tiền Hồ Ngọc có một ri duy nhất này. Em đẩy cho bạn khác biết để em mở xỉu màu, màu nâu, màu này là màu, màu này xỉu của xỉu nữa. Trời ơi nó may, nó nét, nó may này. Các bạn nhìn màu nâu giùm em nhé, nâu nhé. Trời ơi, nâu này. Nâu cơ mình nâu giùm em. Còn gì để nói nữa, trời ơi bà bác bả mà quên những cái này thì thôi chắc cơ sớt luôn á. Nâu, nâu thì tiền Hồ Ngọc luôn, ok luôn rồi. Cơ mình của em sọc. Ôi này. Sọc cơ mình sọc dùm em nhé. Thế rồi. Sọc cơ mình sọc dùm em nhé. Cái này bán ra các bạn nhìn nó may đẹp như thế này này. Có 55 ngàn thôi. Rồi sọc cơ mình sọc dùm em nhé. Sọc được mấy đi em? Sọc có 1 ri thôi. Hàng này nó ít nên chúng ta sẽ like full like giờ này. Trời ơi trời ơi con gái. Sọc đó là ai gọi nguyện hội đàn qua mắt ok đồng qua mắt nha. Trắng đen. Trắng đen. À, em xin bộ này cho con gái. Cho nó lạ lạ. À, trắng đen cho mình trắng đen. Trắng đen cho đàn con bác cho chị Nhung xin bộ này nhé đàn con bác. Đàn con bác V3, em V3 chị Nhung xin bộ này nhé. Thích mấy màu trắng đen cho con nhìn mặc cái này. Lạ lắm, tại vì hôm giờ lấy màu hồng nhiều. Một cái lô hôm bữa về lấy 40-50 bộ bán không mặc không hết. Mà chưa hết luôn. Nhìn ghét như con chó con á. Thiệt như con chó con luôn các bạn nhìn này. Như con chó con luôn á. Ôi ơi. Chị, cho chị, cho chị cái đi học của máy đi. Này em xếp lại đi. Cho chị lấy cái số máy, lấy số nó nhỏ đó. Thôi, cho xin một bộ đi. Ôi cái này nữa trời ơi, tôi sẽ chết nữa. Trời ơi, vàng, hòa tít nè, nhìn nè, nhìn nè, nhìn nè, vàng có mình vàng giùm em. Vàng. Chó con luôn, trời ơi, mấy cái này em thích lắm luôn, em thích lắm, em không biết mọi người như thế nào chứ mà. Tại vì do có đứa con gái nên bởi vậy, cái gì muốn giấu cho con luôn. Thiệt nhiều khi cái lô hàng về hả, chả cần biết lời được bao nhiêu, cứ cất cho con cả mấy chục bộ. Đi ra ngoài mua thứ nhất là mắc, cái thứ hai là nó không ưng theo như cái như mình có. Cho mình nhiều em đỏ, vàng đi, vàng cho chi Trần, ok chi Trần. Có 55 ngàn chi Trần không lấy là uổng lắm nha bé ơi. Đỏ có mình đỏ lên hàng, hàng sale cách mạng. Các bạn cứ nhìn cái nhãn nó may, cái lưng nó may, cái chân quần nó may như thế này mà các bạn biết rồi.
đỏ đấy, không phải đỏ 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 cho cô đàn con mắt cho cô tí luôn. Đỏ mắt đỏ cho chị Tiền Hồ Ngọc luôn. Rồi. Ở nè. Đỏ cưng luôn đó, đỏ Tiền Hồ Ngọc đỏ cho cô đàn con mắt cho cô. Đỏ cho lấy đỏ cho mình đỏ cho em nha. Đỏ. Cam. Mắt Tiền Hồ Ngọc luôn. Tiền Hồ Ngọc cũng đỏ không nhé. Dạ mau cho. Còn ai nữa? Cam qua mình cam được không? Cam. Trời ơi, cái hoa này, cái này là thêu. Nó may như thế này cơ mà, tầm cỡ của nó đẳng cấp như thế này cơ mà. Rồi, cam qua mình cam được không? Đó, như vậy này. Đó, như vậy này các bạn này. Trời ơi này, nón này. Cam cho chị Mỹ Trang, cái này là một bộ này đi sinh nhật thì thôi, đứng ngoài thiệt luôn á, cái này có một ri thôi hả? Ca một ri duy nhất cho Mỹ Trang. Trời ơi, đầm tay phòng. Mẹ ơi, túi này. Túi nha. Trời ơi, cái đầm này khủng khiếp nữa. Đồ đẹp em ơi, dạ, đẹp không chị? Em xỉu luôn chị, trời ơi, em là người bán đây mà em còn muốn xỉu luôn. Các chị mua lẻ đi sao chị nổi nè. Loan con gấu này. Trời ơi, cái này công chúa của tôi mà nó lên tiệc. Cái này nó đi đi sinh nhật đó. Đi sinh nhật, đi đám cưới, các chị mặc mấy cái này nó nhẹ nhàng, bồng bềnh. Mà rồi nè, có mình em màu đỏ cam đó các bạn ơi. Cái này mà mặc lên thì thôi nhức nhối con tim luôn á. Nhức nhối con tim, cái này theo cái này. Rồi theo nha, 55 ngàn. Có mình dùm em cam, không mình cam dùm em 55 ngàn. Cái đầm này mà 55 thì về bán 150 dùm em cũng ít nữa. Thoải mái luôn rồi, xanh không mình xanh dùm em. Thì như vậy nó tay phòng xanh. Khi như vậy tay phòng xanh năm nay cũng chen luôn này. Cam đó cho Ngân Hà. Cam đó cho Ngân Hà rồi. Xanh chỉ lạ chưa? Chen Ngân Hà chờ cái chân ngọc đi. Ngân Hà, ok. Rồi xanh cho mình xanh giùm em nhé. Quần chip đấy, xanh cho Tiền Hồ Ngọc. Còn cho xanh cho Tiền Hồ Ngọc à? Xanh cho Tiền Hồ Ngọc. Ủa, đẹp lắm luôn, cái này sinh nhật, sinh đồ. Xanh cho Tiền Hồ Ngọc mà thấy các có kiểu mặc ở nhà mấy bé này thay thay nhiều mà các bé này mau trộm vía là sẽ là cái lứa tuổi mau lớn nhất. Những bạn này là lứa tuổi trộm vía là sẽ là mau lớn, tại vì các con sẽ trong cái giai đoạn uống sữa, rồi uống sữa nhiều á là bụ bẩn rồi kia thay đổi liên tục, mà lúc này là các mẹ thích cho con đồ đẹp, thích những cái băng đô, thích những cái cài, những cái túi đồ này kia đỏ này, đỏ cho em mùa Tết này, mùa đám cưới đến xin rồi này, đỏ mà mình đỏ mặc cái này lên không có cần đầm công chúa gì hết á, mà mặc cái này lên nhìn con nó nhẹ nhàng đơn giản nhưng mà rất là đẳng cấp và độc lạ, quan trọng là đặc. Còn một viên này nè, còn một viên. Đỏ có mình đỏ giùm em nha. Đỏ hồi nãy là cái kia đỏ. Túi không, cái này là túi. Được chưa? Đó, đỏ các bạn nha, đỏ có mình đỏ giùm em. Đỏ. Bán cho chị 50 bộ bé cháu chị có cỡ 10 kg hai em ơi. Chị liên hệ với các sỉ của em Nhung đấy ạ. À. Chị ơi, chị đừng buồn em nhé, em không bán lẻ. Rồi đàn quang bách đỏ luôn, ok, có một ri vàng. Nó đẹp quá đúng không ạ? À? Dạ. Em biết là mọi người ơi, cái hàng này 10 kg thì đúng bài luôn rồi, cái này mà 10 kg là đúng bài luôn á. Mặc lên là ôi vàng tây nè, còn hơn hoa hậu Hoàn Vũ luôn đó bạn ơi. Nè, vàng tây nè, vàng. Còn hơn hoa hậu Hoàn Vũ, vàng được mấy đi em? Vàng có một ri cho chị Tuyền Hồ Ngọc. Các chị liên hệ chị Hậu ơi đó, chị liên hệ với chị Tuyền Hồ Ngọc này, chị Thanh Hảo này, chị Đoàn Quang Bách này, chị Phương Nguyên, chị Ngân. Các chị đang lấy hàng đây thì các chị mua ủng hộ nhé. Tại vì cái hàng này em đảm bảo mọi người là đi ra ngoài mua cái giá không bao giờ có giá dưới 150 đâu ạ. À. Các chị bán cũng giá rất là tốt. Này hồng này. Còn ri hồng của mình hồng này. Trời ơi hồng. Vàng hết rồi hồng. Hồng. Mặc lên như một cái đầm công chúa. Chả tội gì đi nhập cái đầm công chúa 170-180. Trời ơi công chúa bên em. Công chúa năm nay họ chào em là các bạn biết không? 190 ngàn. Rồi hồng cho bàn Quang Bách. Ok hồng cho bàn Quang Bách luôn. Dạ tổng cho bàn tổng. Còn ri trộn này các bạn này, còn ri trộn. Hết rồi. Hồng vàng với ai lấy trộn cho mình trộn giùm em nhé. Còn trộn cho mình trộn giùm em. Còn trộn cho mình trộn. Trộn em xin phép tính cho mọi người giá cắt cho mọi người này. Cái này 2k thì được. Để cái này là ít. Tôi cắt 2k luôn, trộn cho mình trộn giùm em nhé. Trộn thì Thanh Hảo ok. Trộn nó chị Thanh Hảo. Trộn nó chị Tuyền Hồ Ngọc luôn. Tuyền Hồ Ngọc. Cắt 2k. Em ơi trộn là cắt 2k nha. Tức là còn 53 nha. Chị Thanh Hảo, Tuyền Hồ Ngọc ok. 53 biết giá rồi. Tiếp mã khác luôn em ơi, tiếp mã khác đi. Mã khác rồi. Mã khác rồi. Mã đó chưa lên mà đúng không? Thế thì giờ này em phải nhặt lễ này. Mình giờ này mở nhạc lễ giống như mặc Noel vậy. Ôi. Có ai đứng ngồi không yên với các bạn ông trời này, sao mà có thể tạo ra được những cái sản phẩm. Cái này là con ong.
con ong. Con ong. Đầm con ong. Từ từ bình tĩnh coi này. Quần chít. Trời ơi túi con túi bông hoa, túi bông hoa xinh nhờ. Rồi. Ôi nhìn nhớ bạn ơi, trời này. Ôi tôi chết luôn á, tôi chết luôn thì con ong, con bằng ong, ong mà còn in buồn hoa, buồn hoa, buồn hoa theo con ong. Được chưa? Ừ, ong 55 ngàn. Cái bộ đồ nó đẹp. Cầm cái bộ đồ lên nó giá trị. Đây là gì này? Ong đi chị ơi, ong. Ong các bạn nhá, ong. Ong. Rồi y như vậy luôn. Hồng có bằng hồng luôn. Hồng. Độc lạ ha, cái họa tiết này là thị trường không có, ở ngoài thị trường tím mấy cái hàng này nó còn khó hơn lên trời. Hồng có bằng hồng. Phè như một cái đầm công chúa. Hồng. Quần chí. Ba chi tiết như vậy 55 ngàn. Hồng có bằng hồng đúng không? Hồng cả nhà ơi, hồng các bạn nhé. Hồng, hồng, hồng. Nào. Hồng đi các bạn, hồng. Ôi giời ơi, đầm bướm. Hồng, có bằng hồng. Cái này có gì? Bướm đi nhanh đi. Yêu chưa? Rồi bướm có mình bướm, cái hàng này hàng đuổi. Bướm đuổi 55 ngàn. Bướm đuổi 55k. Vải đẹp cực kỳ luôn. Bướm đuổi. Bướm đuổi các bạn. Bướm 3D luôn. Bướm 3D luôn các bạn nhé. Bướm 3D luôn các bạn. Bướm có mình bướm giùm em nhìn lạ và đọc nhìn mát mẻ nữa. Đơn giản dễ mặc. Bướm có mình bướm giùm em nhé. Bướm có mình bướm. Bướm. Bướm đuổi. Ờ bướm cam. Bướm cam. Cam có mình cam giùm em. Bướm cam có mình cam giùm em nhé. Rồi xong chưa? Nghỉ nha các bạn ơi. Chúng ta nghỉ ở đây. Tối live tiếp. Tối chị em mình chiến đấu tiếp. Tại tối có những phần siêu phẩm nữa. Nghỉ nha. Nghỉ ăn cơm nha. Nghỉ ăn cơm nha các bạn nha. Nghỉ ăn cơm nha. Có bạn nào bán ở Cần Thơ không em hả? Có chị nào ở Cần Thơ không ạ? Tiêu Nguyễn hả? Cần Thơ. Lúc ti Tiêu Nguyễn gì này? Vì Cần Thơ này. Khe Tu Châu về Cần Thơ. Lúc ti tối nay chị em mình chiến tiếp nhá, bà coi 8 giờ đi, 8 giờ. Tại vì tối nay là hàng này với lại đầm đại cô với lại bộ bộ em trai. Tối nay 8 giờ em yêu Nhung nha, cố gắng vào ủng hộ Nhung với nhá em nhá. Tạm biệt cả nhà. Dắt trai, dắt trai về chưa về tới bà con mắt về Nhung sẽ báo liền, yên tâm nhá. Đừng lo, nó rơi tầm khoảng 4-3 ngày nữa là về tới đó, 3 ngày nữa, cuối tuần này là có. Bỏ dọn vô chứ. Nha nha.